phân phối sản phẩm thực phẩm bổ sung alpha lipid Lifeline. Em Ngân rất là vinh dự tối hôm nay được làm MC cho chương trình. Và lời đầu tiên thì như các anh chị có biết rằng hôm nay nhân dịp một ngày 20 tháng 11 thì thay mặt rất nhiều các anh chị em thì cũng xin được gửi lời đến chúc mừng đến rất nhiều các anh chị là những nhà phân phối trong hệ thống đang trong ngành giáo dục. Thì em Ngân cũng muốn thay mặt cho đội nhóm gửi một cái lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe và lời chúc tất cả các thầy các cô, những người mà công tác bên ngành sư phạm thì có một cái sức khỏe thật là tốt để làm sao để mà dìu dắt các em học sinh thật là ngày càng trưởng thành để cho những cái thế hệ tương lai của đất nước. Và xin chúc các thầy các cô là đẹp cũng bên cạnh việc mà dìu dắt dạy dỗ các em học sinh thì cũng không quên là phân phối ngày càng nhiều sản phẩm đến tay người tiêu dùng để ngày càng nhiều người tiêu dùng Việt Nam có sức khỏe tốt và giúp đỡ ngày càng nhiều những cái nhà phân phối có thêm đời sống tốt ạ. Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người ạ. Và như các anh chị có biết rằng là gì, lớp ươm mầm doanh nhân của chúng ta đã đi qua được 4 buổi và tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào đến buổi thứ 5. Đây sẽ là một trong những buổi tiếp theo của lớp ươm mầm doanh nhân của chúng ta. Thì tối ngày hôm nay thì Galaxy số 23, một trong những Galaxy mà rất là tuyệt vời với cái sự gắn kết yêu thương của tất cả các anh chị em nhà phân phối. Mỗi một nhà phân phối trong ekip số 23 chúng ta thì đều cảm thấy tự hào khi mình được góp một cái phần nhỏ đóng góp trong cái sự thành công chung của Galaxy số 23. Thì chúng ta lại cùng nhau tụ họp trong cái buổi tối thứ 6 hàng tuần để chúng ta có thể lĩnh hội được những cái kiến thức mới. Và như bên ban tổ chức có thông báo thì thưa tất cả các anh chị đồng nghiệp, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về một trong những cái kiến thức rất quan trọng trong cái công việc kinh doanh phân phối sản phẩm của chúng ta, đó chính là về ưu thế về chính sách trả thưởng của công ty New Way Việt Nam. Thì hiện nay thì trong phòng Zoom của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay thì trước khi mà muốn bắt đầu chương trình thì em Ngân có nhìn thấy rằng là gì, phòng Zoom của chúng ta hiện nay đang có bao nhiêu, đang có khoảng hơn 90 các anh chị tham gia trong phòng Zoom. Thì em Ngân trước khi muốn giới thiệu về cái chương trình tối ngày hôm nay, em Ngân xin phép sẽ được giao lưu cùng với cả nhà một chút được không ạ? Em Ngân muốn xin hỏi là có anh chị nào muốn chia sẻ cái cảm nhận của mình về mấy cái buổi học vừa qua của cái lớp ươm mầm doanh nhân này được không ạ? Có ai có muốn đôi lời chia sẻ với cả nhà thì có thể là giơ tay và mở mic để cùng tương tác với cả nhà rằng mình có cảm nhận như thế nào về mấy cái lớp ươm mầm doanh nhân vừa qua và sau khi mà được bổ sung thêm kiến thức thì mình cảm thấy như thế nào? Những cái kiến thức như này là có cần thiết hay không ạ? Xin mời các anh chị mọi người cứ tương tác để chúng ta cùng nhau có thể giao lưu một chút trước khi mà chương trình bắt đầu được không ạ? Có ai muốn có đôi điều chia sẻ không ạ? Mọi người cứ mạnh dạn đi ạ. À vâng, thì có khi là xin phép là sẽ mời cháu mời chú Quý ạ. Chú Quý đến từ thị trường Hải Phòng ạ. Chú có đôi điều gì muốn chia sẻ về cái cảm nhận sau khi mà học mấy buổi trong cái chương trình ạ? Vâng, xin kính chào toàn thể các bác, các cô, các chú, các em và các cháu. Tôi xin tự giới thiệu, họ tên tôi là Phạm Văn Quý, đang ở thị trường Hải Phòng. Thì qua 4 cái buổi mà mình học Galaxy 23 này thì tôi thấy là nó rất là có hiệu quả. Vì nói chung là bước đầu mình được làm, được học về chuyên nghiệp thì đầu tiên thì cũng thấy nó có cái khó khăn, nhưng mà sau 1-2 buổi thì là mình cảm nhận thấy là nó rất là tốt. Thế cứ theo cái đà này phát triển thì dần dần là bên công ty mình cũng như là các nhóm từ
các nhóm các nhánh là cứ học như này thì tôi thấy là phát triển rất là tốt đấy. Thì tôi cũng xin thứ nhất là cũng xin cảm ơn là lãnh đạo Ngân cũng như là bên công ty đã đưa ra cái chương trình này để cho mọi người cùng tham gia học tập. Xin hết ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của chú Quý. Thì em Ngân muốn hỏi là ở trong phòng Zoom của chúng ta thì có anh chị nào sau qua 4 buổi thì anh chị tâm đắc nhất về cái nội dung nào ở trong mấy cái nội dung trong 4 buổi vừa qua, mình có thể mở mic để có thể chia sẻ với cả nhà được không ạ? Em xin mời chị Đàm đi ạ. Chị Đàm đến từ thị trường Bắc Cạn ạ. Thì chị có thể vui lòng cho chia sẻ với cả nhà là qua 4 buổi học tập về cái lớp ươm mầm doanh nhân ý, thì chị tâm đắc nhất về cái kiến thức và nội dung gì ạ? Đây ạ. Xin được chào cả nhà, chào anh các chị nhé. Thì mỗi một bài thì chị đều thấy có cái kiến thức nó được nâng cao hơn so với là các cái học phần 1, học phần 2, học phần các cái học phần mà mình đã học. Thì nói chung từ các cái kiến thức nó được nâng cao lên, mình thấy cái niềm tin của mình nó lớn hơn rất là nhiều. Và cái phương pháp làm thì nó cũng có nhiều cái kinh nghiệm của mọi người hơn, nên là cũng cảm thấy là yên tâm hơn. Nhưng mà trong các cái bài đây thì mình thấy các cái, ví dụ như là các cái ưu thế về sản phẩm ấy, thì mình cũng rất là thích. Dạ. Bởi vì là các cái ưu thế thì đều ưu thế nào cũng là thích cả, từ công ty này, rồi từ chính sách trả thưởng này, rồi sản phẩm này, thì cái nào nó cũng liên kết với nhau để mình có một cái niềm tin thực sự lớn để làm, mà không bao giờ nghĩ là không bao giờ phải lo lắng là mình có làm công ty này có thành công hay không nữa, mà là mình chỉ còn biết là mình cố gắng làm nhiều hơn để thành công thế thôi ạ. Cảm ơn phần chia sẻ của chị Đàm ạ. Còn anh chị Quý nhà phân phối nào có muốn chia sẻ cảm nhận sau 4 buổi tham gia về cái lớp ươm mầm doanh nhân thì mọi người cứ đưa ra bật mic ạ. Thì chúng ta cùng nhau tương tác một chút để trước khi mà cái buổi học ngày hôm nay. Thì em Ngân cũng xin nhắc với cả nhà, tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến về một cái chủ đề rất là đặc biệt. Một cái chủ đề mang tên đó là gì ạ? Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về những cái ưu thế về chính sách trả thưởng của công ty New May Việt Nam. Đúng không ạ? Thì về cái chính sách trả thưởng của, để mà hiểu được về cái chính sách, ưu thế về chính sách ấy, thì một trong những cái điều ý kiến đối với cả tất cả các anh chị đó là gì ạ? Hiểu rất là sâu về các cái chính sách trả thưởng của công ty New May Việt Nam trước khi mà hiểu hơn về cái chính sách này. Thì em muốn hỏi ví dụ như ở đây thì em thử, cháu xin chào cô Gấm ạ. Cô Gấm đến từ thị trường Lai Châu ạ. Cảm ơn chị Gấm. Cho em hỏi là chị tham gia kinh doanh New May được bao lâu rồi chị? Xin chào tất cả các anh chị em trong hệ thống New May, xin chào cả nhà mình, chào lãnh đạo Ngân. Dạ. Riêng xin tự giới thiệu tên đầy đủ là Phạm Thị Mộc Gấm, sinh năm 1965, đến từ tỉnh Quảng Nam Châu. Và làm New May từ tháng 5 năm 2019 ạ. Dạ. Chị Gấm, em hỏi là con ra đến bây giờ chị đã bao giờ đọc cái quyển sách này chưa ạ? Và mọi người đã bao giờ đọc quyển này một cách kỹ càng chưa ạ? Thì cũng được học cái quyển này qua nhưng mà cũng chưa kỹ đâu, bởi vì là chỉ có thuộc 5 cái khoản hoa hồng mà đi chia sẻ thì các thủ lĩnh chia sẻ và mình chia sẻ lại thôi ạ. Còn cái quyển đấy thì cũng sau khi mà đặt làm thẻ xong rồi cũng chưa đọc kỹ đâu ạ. Dạ. Mọi người có biết rằng hiện nay thì công ty New May Việt Nam thì về cái chính sách hoa hồng trong cái học phần 1 của chúng ta thì hoa hồng là có bao nhiêu khoản không ạ? 5 khoản ạ. Dạ, câu trả lời 5 khoản là chưa có đúng ạ. 10 khoản.
mình giới thiệu với cả nhà là gì ạ? Về cái chính sách trả thưởng của chúng ta là công ty New May có tổng tất cả là ngày trước ấy là 10 khoản hoa hồng cả nhà nhé. Đấy ạ. Sau đó thì công ty có một số cái sự thay đổi, bởi vì nhiều 10 khoản thì để nó một số khoản nó nhiều quá. Thì công ty tinh chỉnh chuyển về là gì ạ? 7 khoản hoa hồng. Trong đó bao gồm có các khoản hoa hồng là gì? Hoa hồng trực tiếp, bán hàng xuất sắc, phát triển hệ thống, tiền thưởng chuyên ngành, tiền thưởng xây dựng tuyến mới, tiền thưởng hỗ trợ đào tạo và tiền thưởng dành cho 5 sao vàng. Vậy là em vẫn thử hỏi cả nhà là gì? Nếu như mà chính sách trả thưởng mà các anh chị chưa hiểu thì học về cái có hiểu được không ạ? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Vì là một trong những cái mà đó là lý do tại sao mà các cái phòng của lớp ươm mầm doanh nhân, các anh chị hãy chú ý một điều giúp em. Lớp ươm mầm doanh nhân đó là gì? Để tìm ra những cái hạt giống thực sự, hay còn gọi là những nhà phân phối thực sự tâm huyết với kinh doanh này, để có được thể được bồi dưỡng đào tạo những cái kiến thức chuyên sâu hơn các anh chị nhé. Qua đó là gì? Qua đó thông qua những cái chương trình đào tạo thì công ty cùng với các trưởng ekip sẽ tìm ra những nhà phân phối xuất sắc và sẽ được công ty tổ chức những cái lớp bồi dưỡng đào tạo nâng cao. Thì về cái nội dung thì sẽ là kiến thức xoay quanh học phần 1 nhưng nâng cao hơn. Và đối tượng tham gia đó sẽ là những nhà phân phối khuyến khích là từ cấp bậc giám đốc trở lên. Và những nhà phân phối đã có những cái kiến thức cơ bản của học phần 1. Thì chúng ta mới có thể học tập cái lớp ươm mầm doanh nhân này và chúng ta mới có thể hiểu được cái lớp ươm mầm doanh nhân này. Thì đây là cái điều đầu tiên. Vậy nên là gì ạ? Đối với cả những anh chị nào mà thực sự là nếu mà mình còn chưa hiểu và chưa có hiểu kiến thức vững vàng về về cái lớp kiến thức của học phần 1, thì những cái kiến thức chia sẻ ở trong cái lớp ươm mầm doanh nhân thì mọi người sẽ hơi khó hiểu. Vậy cá nhân em Ngân khuyến khích đối với các anh chị là những cái người mới từ hội viên trưởng phòng thì không tham dự cái lớp ươm mầm doanh nhân này, mà hãy tham dự những cái lớp cơ bản của học phần 1 trước. Ví dụ nhà mình cần phải hiểu về 5 khoản hoa hồng cơ bản trước. Sau khi mà hiểu về 5 khoản hoa hồng cơ bản thì mới hiểu được cái sự ưu việt của chính sách. Đó là cái điều mà em ý kiến đầu tiên mà em Ngân muốn chia sẻ với cả nhà. Và sẽ không để mất nhiều thời gian của các anh chị hơn nữa thì giới thiệu với cả nhà là gì? Chính sách thì sẽ quyết định hành vi. Thì không giấu gì cả nhà là năm 2019 doanh số của công ty New May tại thị trường Việt Nam là hơn 2.200 tỷ. Và công ty New May Việt Nam đã chi trả là gần 800 tỷ, đó là số tiền hoa hồng công ty chi trả cho các tổng tất cả các nhà phân phối trong năm 2019. Và càng tuyệt vời hơn nữa, khi mà năm 2020, trước rất nhiều khó khăn của nền kinh tế, trước rất nhiều những cái khó khăn của biến động bên ngoài về dịch bệnh, về thiên tai vân vân, xong doanh số bán hàng của công ty New May ngày càng tăng trưởng. Và năm nay nếu như không có gì thay đổi thì kết thúc năm 2020, doanh số của công ty New May tại thị trường Việt Nam sau 7 năm hình thành và phát triển, năm nay chúng ta sẽ chạm ngưỡng là 3.000 tỷ. Và đi kèm với đó là gì ạ? Năm nay nếu không có gì thay đổi thì 1.200 tỷ, đó chính là số tiền mà công ty New May sẽ chi trả dành cho tất cả các nhà phân phối. Thì vậy thì theo mọi người thì cái số tiền 1.200 tỷ có nhiều không ạ? Và theo mọi người thì nếu như mà các nhà phân phối mà nhận được cái số tiền hoa hồng như vậy thì có phải là có rất nhiều nhà phân phối có cuộc sống được cải thiện và có rất nhiều nhà phân phối thậm chí là có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống từ việc phân phối kinh doanh sản phẩm này, đúng không ạ cả nhà? Hiện nay thì tại thị trường Việt Nam có tổng tất cả là khoảng 21 doanh nghiệp hoạt động theo hình thức bán hàng trực tiếp giống như công ty New May Việt Nam.
Và ngoài ra là gì? Có rất nhiều các công ty hoạt động nhưng mà có thể là chưa được cấp phép của bên Bộ Công Thương, thì chúng ta sẽ không bàn về vấn đề đó. Xong, mỗi một công ty thì đều có một cái chính sách trả thưởng riêng. Và chúng ta đã thực sự hiểu về chính sách trả thưởng của công ty New May chưa? Và chúng ta đã thực sự hiểu được những cái ưu thế về chính sách trả thưởng của công ty New May hay chưa? Thì tối ngày hôm nay, những anh chị nào đã hiểu sơ qua về chính sách trả thưởng, chúng ta sẽ có thể hiểu sâu hơn về những ưu thế trong chính sách của chúng ta, để các anh chị có thể lấy đó làm kiến thức để chúng ta đi tuyển dụng những cái ứng viên. Khi mà những cái ứng viên sẽ hỏi chúng ta về ưu thế của chính sách trả thưởng của công ty New May Việt Nam đó là gì. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với một phần đào tạo chia sẻ từ một trong những nhà phân phối rất thành công trong công việc kinh doanh phân phối New May tại thị trường Việt Nam. Chị trước đây đến với, trước khi đến với kinh doanh này, chị là một trong những người giáo viên dạy ở trường chuyên Amsterdam đến từ thành phố Bắc Ninh. Và trải qua một thời gian sử dụng sản phẩm và phân phối, hiện nay chị đã đạt danh hiệu là gì? Giám đốc 4 sao vàng, và có thu nhập hoa hồng từ công việc kinh doanh này lên đến là gì? Hơn 60 triệu, 70 triệu một tháng từ kinh doanh này. Và chị sẽ đến với chúng ta trong cái buổi tối ngày hôm nay. Vậy tất cả các anh chị đã sẵn sàng muốn nghe những cái kiến thức chia sẻ từ chị chưa ạ? Mọi người có thể mở mic và cho chị Nguyễn Thị Ánh một tràng vỗ tay để chị Ánh có thể bắt đầu đúng không ạ? Và sau đây thì xin mời lên phần chia sẻ của chị Nguyễn Ngọc Ánh đến từ thị trường Bắc Ninh ạ. Vâng, lời đầu tiên xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo trưởng ekip 5 sao của Galaxy 23, đó là anh Đặng Ngọc Ngân đã có những cái lời có cánh dành cho em Ánh. Nghe xong mà em Ánh đỏ hết mặt. Vâng. Rất cảm ơn cả nhà đã dành cái tình cảm yêu ái cho em Ánh, đặc biệt là lãnh đạo Ngân. Thì em cũng hy vọng rằng là trong cái buổi tối ngày hôm nay thì em Ánh sẽ truyền tải hết được những cái hay của cái bài số 5 này trong cái chương trình đào tạo ươm mầm doanh nhân, hay là truyền tải được hết những cái hay của cái chính sách trả thưởng của công ty New May Việt Nam. Thì tại sao ấy mà chúng ta thấy rằng là chỉ trong vòng 7 năm ở Việt Nam thì công ty của chúng ta đã giúp thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người. Đó là những cái giám đốc 3 sao, đúng không ạ, đến giám đốc 5 sao kim cương. Và hiện nay đã có khoảng, theo như em được biết ý, là có khoảng 3 triệu phú đô la tại Việt Nam. Và có hàng trăm những cái giám đốc sao từ 3 sao đấy, thì từ giám đốc 3 sao là đã thay đổi cuộc sống rất là nhiều. Và cũng chia sẻ với cả nhà là em Ánh hiện nay đang là giám đốc 4 sao vàng thì đã thay đổi cuộc sống rất rất nhiều ở đây đấy. Nhưng mà theo cái thủ lĩnh Hà Duy Anh, theo thủ lĩnh Hà Duy Anh chia sẻ với chúng ta cái chương trình leadership của Bắc Giang ấy, thì cả nhà thấy rằng là thủ lĩnh Hà Duy Anh có nói với chúng ta rằng là cái thay đổi về tài chính là cái thay đổi mà thấp nhất trong New May. Cái giá trị mà những cái thủ lĩnh, những cái doanh nhân 5 sao của chúng ta nhận được thì nó còn nhiều hơn thế rất là nhiều. Đó chính là cái giá trị về mặt gì ạ? Mặt tưởng thưởng, những cái chuyến du lịch khắp thế giới, những cái giá trị về mặt phát triển bản thân, phát triển con người, phát triển tư duy. Rất nhiều những cái giá trị mà các cái thủ lĩnh của chúng ta không thể nói nên, không thể diễn đạt. Và chính cái người đạt được, người ta sẽ cảm nhận rõ cái điều đó. Và bản thân em Ánh cũng vậy. Tức là khi mà em Ánh xuất thân từ cái sự nghiệp giáo dục, tức là trong ngành giáo dục, thì cũng cảm ơn và biết ơn cái môi trường giáo dục rất nhiều, đã cho mình thứ nhất là ít nhất cũng trở thành một con người biết sống tử tế, và thứ hai là cho mình cái kiến thức, và thứ ba đó là cho mình cái nghiệp vụ sư phạm để có thể diễn đạt, cũng như là có cái sự tự tin đứng trên những cái bục giảng hay là những cái sân khấu. Thì đấy là những cái tiền đề. Tuy nhiên ý, thì vào trong môi trường New May thì lại rèn luyện thêm cái ý chí, cái nghị lực, cái tâm tốt, cái tính tốt, và rất nhiều những cái điều
mà mình mất đi, đó là những cái điều mà nó còn chưa tốt, và có thêm được rất nhiều những cái điều tốt. Thế vậy thì ngày hôm nay thì các anh chị có thể là những anh chị đã đạt đến cái cấp bậc 3 sao và những cái anh chị mà chưa đạt đến cấp bậc 3 sao, thì các anh chị sẽ sau này khi đạt đến cấp bậc 3 sao, các anh chị sẽ thấy rằng là đấy là cái mốc đầu tiên để công ty công nhận là mình là một trong những cái thủ lĩnh có tên tuổi tại công ty và trong cái hội đồng 3 sao miền Bắc. Và từ giám đốc 3 sao thì những cái ngày lễ ngày Tết thì công ty cũng dành những cái phần nhỏ, đó là những cái món quà như là quyển lịch hay là những cái bánh trung thu, hoặc là một số những cái món quà nhỏ để gửi tặng những cái người từ giám đốc 3 sao trở lên, để công nhận là từ giám đốc 3 sao trở thành những cái thủ lĩnh chuyên nghiệp trong công ty. Thì khi lên đến giám đốc 3 sao, các anh chị sẽ thấy rằng là mình lên một cái tầm khác, tức là về cái tâm thế của mình đã thấy rằng mình thực sự trở thành một con người làm chuyên nghiệp. Đấy. Và theo như em được chia sẻ từ những cái thủ lĩnh 5 sao, thì em nhớ nhất cái lời chia sẻ của thủ lĩnh Hà Duy Anh là khi mà thủ lĩnh Ngọc Anh ấy, là một trong những cái thủ lĩnh trẻ chưa có gia đình, đạt đến cấp bậc 5 sao thì thủ lĩnh đã phi một mạch xuống dưới Hải Phòng và đứng ở bờ biển và gào thật to lên, tức là thoát khỏi những cái gì đấy nó mang tính mà còn giới hạn. Đấy, để bước lên một cái tầm cao mới, thủ lĩnh 5 sao là những cái thủ lĩnh mà mang tầm quốc tế, bởi vì đã được chia những cái hoa hồng toàn quốc và những cái hoa hồng toàn cầu. Đấy, vậy thì ưu thế chính sách của New May là gì? Thì cái bài hôm nay của chúng ta cũng là khá là dài. Và cái bài này ấy là chúng ta học để sau này chúng ta sẽ đi tuyển dụng những cái thủ lĩnh kinh doanh trong ngành nghề này nhiều năm, để có thể so sánh với những cái chính sách của những cái công ty trước mà họ làm, hay là những cái công ty bạn. Đấy, tuy nhiên ý, thì chúng ta sẽ khi chúng ta đi tuyển dụng, chúng ta sẽ so sánh làm sao một cách khéo léo, tức là chỉ ra là chúng tôi có những cái ưu thế như thế này, chứ chúng ta không trực diện là chê bai họ thì sẽ nhận được những cái phản ứng trái chiều, mà chúng ta nên chỉ ra cho họ thấy là chúng ta có rất nhiều ưu thế để họ có thể hợp tác với chúng ta. Vậy thì em sẽ không để mất thời gian của cả nhà lâu. Cả nhà chuẩn bị giúp em cái tờ giấy A4 này cộng với bút màu chưa ạ? Và chúng ta ghi ở cái phần góc này của chúng ta là họ tên này, thuộc E bao nhiêu và Galaxy bao nhiêu. Ví dụ như em Ánh là Nguyễn Thị Ánh, thuộc E09, E lớn này, và Galaxy 23. Chúng ta ghi vào đây. Ekip của chúng ta là ekip 5 sao, chúng ta được chia là 10 ekip 3 sao. Thì trong đó ekip 3 sao của em Ánh là E09. Và ekip của chị Hoàng Hương là E10. Thế còn các anh chị ở những cái E nào thì anh chị sẽ ghi vào. Và chúng ta ghi đầu bài là bài 5 ưu thế chính sách. Cả nhà thấy bảng của em nhìn rõ không ạ? Nếu các anh chị thấy rõ thì các anh chị sẽ nhắn lên phòng Zoom cho em là rõ. Bài 5 ạ. Ưu thế chính sách. Thì cái ý nghĩa của cái ưu thế chính sách này chính là gì? Kiến tạo lên doanh nghiệp tỷ đô. Kiến tạo doanh nghiệp tỷ đô. Tỷ đô la Mỹ. Chúng ta ghi là USD đúng không ạ? Kiến tạo doanh nghiệp tỷ đô. Thì trong các cái ưu thế của Như Mây ấy, thì ưu thế chính sách là một trong những cái ưu thế mà hút được rất nhiều những cái nhân tài. Và Như Mây chính là nơi thu hút những cái nguồn nhân tài từ những cái công ty kinh doanh MLM chân chính. Và hiện nay chúng ta đã quy tụ được rất nhiều những cái tướng lĩnh về và cùng đoàn kết hợp lực để xây dựng cái doanh nghiệp của chúng ta. Đến năm 2024-2025 là sẽ đạt doanh số là 30.000 tỷ. Vậy thì
tại sao chúng ta lại có thể quy tụ được nhiều những cái người nhân tài như vậy? Thì ưu thế chính sách này nó bao gồm có bốn cái ưu thế lớn. Ưu thế thứ nhất đó là ưu thế và tính linh hoạt ạ. Một La Mã là tính linh hoạt. Tính linh hoạt. Tính linh hoạt. Thì cái tính linh hoạt này được thể hiện ở cái gì? Cả nhà ghi giúp em là chính sách trả thưởng của New and May có tính linh hoạt và có chiều sâu. Chính sách trả thưởng của New May có tính linh hoạt và có tính chiều sâu. Chính sách trả thưởng của New May có tính linh hoạt và có chiều sâu. Có chiều sâu. Hướng tới kiến tạo giá trị cho mọi đối tượng. Có tính linh hoạt và có chiều sâu, hướng tới kiến tạo giá trị cho mọi đối tượng. Hướng tới kiến tạo giá trị cho mọi đối tượng. Em nhắc lại nhé, chính sách trả thưởng của New May có tính linh hoạt và có chiều sâu, hướng tới kiến tạo giá trị cho mọi đối tượng. Vậy thì mọi đối tượng đấy là ai? Thì cả nhà sẽ vẽ cho em một cái tam giác. Nó bao gồm có bốn phần như này. Chúng ta vẽ một cái tam giác này, gồm có bốn phần. Cái phần thứ nhất của chúng ta là gì ạ? Là gia đình alpha. Gia đình alpha. Cả nhà sẽ tô cho em cái phần này cái phần gia đình alpha này chúng ta để trắng nhé. Tiếp theo đến cái tầng thứ hai là người bán hàng chuyên nghiệp. Người bán hàng chuyên nghiệp. Phần này chúng ta sẽ tô cho em cái màu xanh. Người bán hàng chuyên nghiệp này chính là những cái hội viên và nhà phân phối trưởng phòng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tô màu xanh này. Và phần thứ ba là người kinh doanh chuyên nghiệp. Người kinh doanh chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ tô màu cam. Tức là thể hiện cái khối gì ạ? Giám đốc 1 sao, giám đốc 2 sao, giám đốc 3 sao, đúng không ạ? Và phần trên này là doanh nhân kiến tạo. Chúng ta sẽ tô màu hồng. Tức là những cái giám đốc sao, đúng không ạ? Cái khối kinh doanh chuyên nghiệp này sẽ là những cái giám đốc 1 sao, giám đốc 2 sao. Còn những cái doanh nhân kiến tạo sẽ là từ diện giám đốc 3-4 sao trở lên, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ đánh dấu mỗi một cái phần này sẽ là 1 này, 2 này, 3 này và 4. Tức là đây là 4 cái nấc thang thành công. Và chúng ta sẽ đi từng nấc thang một. Ban đầu chúng ta chỉ là một cái người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm, cảm nhận sản phẩm tốt và mang câu chuyện của chúng ta đi kể chuyện cho người khác, đúng không ạ? Đi chia sẻ cho người khác. Và vô hình dung chúng ta đã lan tỏa sản phẩm cho những người xung quanh. Từ đó chúng ta sẽ có một cái tri ân nho nhỏ từ công ty để chúng ta có thể uống sản phẩm miễn phí. Và khi chúng ta uống sản phẩm miễn phí rồi thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta có thể hướng tới cái người kinh doanh chuyên nghiệp. Đấy, người bán hàng chuyên nghiệp. Tức là chăm sóc khách hàng, tái tiêu dùng. Và gì ạ? Tuyển dụng bảo trợ những người kinh doanh cùng mình. Chúng ta tạo ra một cái đội nhóm gồm có nhiều nhóm kinh doanh thì chúng ta sẽ trở thành những người kinh doanh chuyên nghiệp.
Và từ những người kinh doanh chuyên nghiệp này, chúng ta sẽ phấn đấu trở thành những cái doanh nhân kiến tạo ngành dinh dưỡng miễn dịch. Đấy, như vậy chúng ta sẽ để gia đình alpha màu trắng, người bán hàng chuyên nghiệp màu xanh, người kinh doanh chuyên nghiệp màu cam và doanh nhân kiến tạo màu hồng. Ở cuối cái phần tính linh hoạt này, em sẽ phân tích kỹ hơn cái tính linh hoạt để các anh chị có thể đi gặp những cái đối tác, những cái ứng viên tiềm năng ở những cái công ty kinh doanh mạng khác. Các anh chị có thể chỉ ra cho họ những cái ưu thế ở đây. Ta sẽ đi vào phần thứ nhất, một nhỏ là đối với gia đình alpha. Đối với phần này, phần tính linh hoạt mà chúng ta ghi một năm mã nhé. Đây chúng ta ghi một nhỏ là đối với gia đình alpha. Đối với gia đình alpha thì cái chính sách này nó có tính linh hoạt như thế nào? Đúng không ạ? Đối với gia đình alpha thì cả nhà ghi cho em là gì? Để kiến tạo doanh nghiệp tỷ đô. Để kiến tạo doanh nghiệp tỷ đô. Điều quan trọng nhất đối với mỗi doanh nghiệp là giữ chân được người tiêu dùng trung thành. Để kiến tạo được doanh nghiệp tỷ đô, điều quan trọng nhất đối với mỗi doanh nghiệp là giữ chân được người tiêu dùng trung thành. Điều quan trọng là giữ chân được người tiêu dùng trung thành. Vậy thì cái gì khiến cho người tiêu dùng trung thành với mình? Đúng ạ, qua quá trình làm thì em thấy rằng là có hai điều khiến người tiêu dùng trung thành với mình. Một, đó là sản phẩm tốt thì họ sẽ trung thành, đúng ạ. Và sản phẩm tốt rồi cộng với gì ạ? Chế độ hậu mãi, tức là chế độ chăm sóc ấy, phải tốt thì họ mới trung thành. Bởi vì theo khảo sát thì có tới 60% khách hàng dùng tái tiêu dùng là cho chăm sóc, còn chỉ có khoảng gì ạ, gần 40% đấy là tái tiêu dùng do những cái lý do khác, còn hơn 60% khách hàng tái tiêu dùng là do chúng ta chăm sóc đấy. Và cái điều thứ hai khiến cho khách hàng trung thành đó là họ trung thành với lợi ích của họ. Cũng giống như các anh chị đấy ạ, nếu các anh chị không giúp được cho nhà phân phối của mình, không giúp cho tuyến dưới của mình kiếm được tiền, thì các anh chị có tình cảm đến mấy, có yêu thương đến mấy, thì họ cũng một ngày nào đó họ cũng sẽ ra đi. Đúng ạ, tất cả chúng ta là trung thành với lợi ích. Nếu các anh chị không kiếm được tiền trong môi trường này thì chắc chắn là các anh chị sẽ tìm một cái cơ hội khác. Vậy ngày hôm nay chúng ta tuyển dụng một người vào, chúng ta không những cho họ tư duy kiếm tiền, cho họ tư tưởng, cho họ tầm nhìn, cho họ quan niệm tâm thái, mà còn cho họ những cái bước dẫn dắt và kèm cặp họ trong những cái ngày đầu để họ có thể kiếm được tiền, thì họ mới gì ạ? Trung thành với lợi ích, trung thành với công ty và trung thành với hệ thống của chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì cái chế độ chính sách của New May đối với cái khách hàng ấy, khách hàng là người nhận được nhiều nhất, đúng cả nhà. Bởi vì một người tiêu dùng mà người ta mua hộ những người xung quanh để phấn đấu lên danh hiệu giám đốc là người ta đã được chiết khấu là 39%. Giám đốc mua 30 lon, đúng không ạ? Gom 30 lon trong một tháng, có thể cộng dồn với bảo trợ và gom vào 30 lon trong một tháng là tổng là được 39%. Thì 39% đấy là dành cho một cái người tiêu dùng, một cái gia đình alpha nhé. Thì họ trung thành đối với người tiêu dùng, họ sẽ trung thành bởi vì ạ, họ được ưu đãi, đúng không ạ? Được ưu đãi trong cái việc tiêu dùng. Còn đối với người làm thêm thì họ sống được với nghề, tức là chỉ cần bán mỗi ngày một lon, 30 lon một tháng là họ đã có thu nhập 8 triệu mốt một tháng, chưa có trừ thuế. Tức là đối với người làm thêm thì họ lại cũng sống được với công việc. Cho nên là cái tỷ lệ người ở lại ở New May nó cao hơn rất nhiều với những cái doanh nghiệp khác. Chúng ta ghi tiếp này. Chấm, với ưu thế vượt trội của sơ đồ trả thưởng. Với ưu thế vượt trội của sơ đồ trả thưởng là cộng dồn. Với ưu thế vượt trội của sơ đồ trả thưởng là cộng dồn. Không hạ cấp là cộng dồn không hạ cấp. Kết hợp chiến lược không tăng giá.
Ưu thế vượt trội của sơ đồ trả thưởng là cộng dồn không hạ cấp, kết hợp chiến lược không tăng giá, giúp cho sản phẩm Alpha Lipid có giá bán ra với lợi thế cạnh tranh tuyệt đối. Kết hợp chiến lược không tăng giá giúp cho sản phẩm Alpha có giá bán ra với lợi thế cạnh tranh tuyệt đối. Với lợi thế cạnh tranh tuyệt đối. Với lợi thế cạnh tranh tuyệt đối. Thế bây giờ em lấy ví dụ. Ví dụ một người giám đốc, một người đạt cái danh hiệu giám đốc nhé, thì cũng có thể là gì, họ kinh doanh họ đạt danh hiệu giám đốc, cũng có thể là họ tiêu dùng họ đạt danh hiệu giám đốc, đúng không ạ? Rất nhiều giám đốc cơ cấu, chứ không phải là giám đốc phù hợp hay là giám đốc chuẩn. Thế vậy một người giám đốc này, người ta lên cấp giám đốc thì người ta mua một lon lẻ, người ta mua một lon và mã số đấy, thì người ta được chiết khấu là bao nhiêu, cả nhà còn nhớ không? Là 25%, tức là 175 gì ngàn. Được chiết khấu là 175 ngàn mà chia cho 28 bữa sáng, thì thực chất là người ta phải mua có bao nhiêu? Có 39 ngàn trên một gì? Trên một bữa, trên một ngày. Thế còn nếu như người ta gom mua 30 lon trên một tháng, không mua lẻ đấy, thì người ta được chiết khấu tận gì? 273.000 chưa trừ thuế trên một lon. Và người ta chia cho 28 bữa, thì thực chất người ta chỉ có phải mua 37.000 trên một bữa, trên một ngày, đúng không ạ? Như vậy chúng ta thấy rằng là với cái mức giá này, một gia đình có nhiều thành viên có thể dùng, đúng không ạ? Chúng ta ghi bên dưới đánh mũi tên ra. Với mức giá này, trong một gia đình nhiều thành viên có thể cùng dùng sản phẩm được. Với mức giá này, trong một gia đình nhiều thành viên có thể cùng dùng sản phẩm được. Nhiều thành viên có thể cùng dùng sản phẩm được. Và nếu như mà anh chị đi bán hàng mà anh chị so sánh với một cái bữa sáng thông thường, thì chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả bán hàng chúng ta sẽ rất là tuyệt vời. Ví dụ so sánh với một bát phở, thì ở bên ngoài anh chị sẽ ăn 50 ngàn một bát phở. Ở nơi nào mà rẻ cũng phải 35 ngàn, không có phở thấp hơn. Vậy thì 50 ngàn một bát phở, thì trong cái bát phở đấy có thành phần gì? Và nếu như chúng ta làm thẻ tiêu dùng ở đây chỉ có 37 ngàn một bữa sáng, thì trong cái bữa sáng này so với bát phở nó có thành phần gì, có đáng để chúng ta dùng hay không, đúng không ạ? Đó, thì các anh chị đi bán hàng ta sẽ so sánh như vậy. Cho nên chúng ta luôn luôn khuyến cáo khách hàng rằng để các anh chị dùng gì ạ, rẻ nhất, tốt nhất, chính hãng nhất, chúng ta phải làm thẻ thành viên. Tiếp theo ạ, để tới quy mô doanh số 1 tỷ đô la. Để tới quy mô doanh số 1 tỷ đô la. Phải kiến tạo được 500.000 gia đình Alpha. Cả nhà ghi giúp em là để tiến tới được cái quy mô doanh số 1 tỷ đô la của công ty đấy, thì chúng ta phải kiến tạo được 500.000 gia đình Alpha. Để kiến tạo được doanh nghiệp tỷ đô này. Doanh nghiệp tỷ đô. Thì chúng ta phải kiến tạo được 500.000 gia đình Alpha. Và 500.000 gia đình Alpha này thì chúng ta nhân với cái mức tiêu thụ của mỗi gia đình, là chúng ta đang đặt ra mục tiêu là từ 3 đến 4 lon. Từ 3 đến 4 lon, đúng không ạ? Thì chúng ta nhân với 4 lon này, thì nó sẽ ra cái doanh số là 2 triệu lon trên một tháng. À nhá. Tức là mỗi gia đình dùng 4 lon trên một tháng.
mà nhân với quy mô của cái chiến lược của chúng ta trong giai đoạn này. Cái chiến lược là gì? Hành trình alpha nhân 3 doanh số đấy. Và cái chiến lược gia đình alpha đấy. Nhân với 4 lon trên một ngày thì chúng ta sẽ có 2 triệu lon trên một tháng. Hiện tại cái con số của chúng ta mới đạt có hơn 200.000 lon một tháng thôi. Chúng ta đang phấn đấu tới mục tiêu là nhân 10 lần, đúng không ạ? Đến năm 2024, tức là từ 3.000 tỷ lên 30.000 tỷ đấy. Thì cái doanh số tháng này nó cũng phải nhân lên 10 lần là 2 triệu lon trên một tháng. Tôi nghĩ đây là 2 triệu lon trên tháng nhé. Tôi ghi tiếp ạ. Cái dòng tiếp theo là chính sách New May đối với người tiêu dùng. Chính sách New May đối với người tiêu dùng. Một năm mua một lon vẫn giữ được lợi ích. Cả nhà thấy tuyệt vời không? Chính sách New May đối với người tiêu dùng này. Một năm mua một lon thôi vẫn giữ được lợi ích. Nếu mỗi năm chúng ta mua một lon tái tiêu dùng vào mã ID của chúng ta thì cả đời này chúng ta không bị cắt mã số, đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Chúng ta sang phần thứ hai, hai nhỏ. Một là đối với gia đình alpha, đúng không ạ? Đối với gia đình alpha chúng ta ghi rồi. Hai là người bán hàng, đối với người bán hàng chuyên nghiệp. 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 Đối với người bán hàng chuyên nghiệp thì cái chính sách này nó có tính linh hoạt như thế nào? Các bạn biết giúp em là gì? Chính sách trả thưởng của New May. Chính sách trả thưởng của New May góp phần kiến tạo nên lực lượng bán hàng chuyên nghiệp và phong phú. Chính sách trả thưởng của New May. Chính sách trả thưởng của New May góp phần kiến tạo nên lực lượng bán hàng chuyên nghiệp phong phú. Góp phần kiến tạo nên lực lượng bán hàng chuyên nghiệp phong phú. Kiến tạo lên lực lượng bán hàng chuyên nghiệp phong phú. Góp phần kiến tạo nên lực lượng bán hàng chuyên nghiệp phong phú. Phải lực lượng bán hàng năng động, bám sát địa bàn, bám sát địa phương. Lực lượng bán hàng năng động. Lực lượng bán hàng năng động, bám sát địa bàn và địa phương. Lực lượng bán hàng năng động, bám sát địa bàn và bám sát địa phương. Đây chính là bí kíp kinh doanh của New May đấy. Đó là gì? Chúng ta lấy phương pháp cốt lõi là phương pháp xây dựng nhóm kinh doanh. Và để tăng doanh số thì chúng ta phải gì ạ? Bám sát địa bàn và bám sát địa phương. Và những anh chị nào mà chưa biết đến cái phương pháp này thì sẽ gặp bảo trợ của mình để giải thích rõ hơn. Anh chị nào trong ekip của em Ánh hay là ở bên ngoài cũng vậy, nếu chưa rõ thì có thể hỏi. Đúng không? Vậy thì với cái ưu thế này nhá, thì chúng ta ghi dấu cộng thứ nhất này. Dấu cộng thứ nhất là giữ chân được khách hàng trung thành thông qua chính sách cộng dồn không hạ cấp. Giữ chân được khách hàng trung thành thông qua chính sách cộng dồn không hạ cấp.
giữ chân được khách hàng trung thành. Giữ chân được khách hàng trung thành chị thông qua chính sách cộng dồn không hạ cấp. Chị đọc lại cái câu đấy. Đọc lại câu đấy. Chúng ta ghi dấu cộng là giữ chân được khách hàng trung thành. Giữ chân được khách hàng trung thành thông qua chính sách cộng dồn không hạ cấp. Chính sách cộng dồn không hạ cấp. Mở ngoặc là giữ được khách hàng cũ và phát triển được khách hàng mới. Đóng ngoặc. Giữ được khách hàng cũ và phát triển được khách hàng mới. Cả nhà có thấy rằng là chúng ta giữ được khách hàng cũ và phát triển được khách hàng mới không? Nếu anh chị nào mà chưa giữ được khách hàng cũ ấy, thì xem lại cái phương pháp chăm sóc của mình. Dấu cộng thứ hai là đối với người bán hàng chuyên nghiệp. Đối với một người bán hàng chuyên nghiệp. Đối với một người bán hàng chuyên nghiệp. Khi kết hợp hai ưu thế trên, có thể tạo được thu nhập trên dưới 10 triệu trên một tháng. Đối với một người bán hàng chuyên nghiệp, khi kết hợp hai ưu thế trên, khi kết hợp hai ưu thế trên, khi kết hợp hai ưu thế trên, có thể tạo được thu nhập trên dưới 10 triệu trên một tháng. Có thể tạo được thu nhập trên dưới 10 triệu trên tháng. Và chúng ta ghi tiếp này, xuống dòng này, mục tiêu tới năm 2025. Mục tiêu tới năm 2025. Chúng ta sẽ xây dựng khoảng 50.000 người bán hàng. Xây dựng 50.000 người bán hàng. Chúng ta sẽ đạt được con số là 50.000 người bán hàng. Anh chị nào đang vào hai máy, chúng ta tắt mic một máy đi ạ. Hoặc là chúng ta thoát ra. Chúng ta sẽ đạt khoảng 50.000 người bán hàng chuyên nghiệp. Mục tiêu tới năm 2025 chúng ta sẽ đạt 50.000 người bán hàng. Hay chúng ta sẽ xây dựng khoảng 50.000 người bán hàng chuyên nghiệp. Xây dựng khoảng 50.000 người bán hàng chuyên nghiệp. Và bình quân mỗi người kiến tạo lên 10 gia đình alpha. Bình quân nhá, một người bán hàng này thì sẽ phải kiến tạo lên 10 gia đình alpha. Kiến tạo lên 10 gia đình alpha. Và tạo ra doanh số 500.000 gia đình alpha. Một người bán hàng tạo ra 10. Một người bán hàng tạo ra 10 gia đình alpha này, phải tạo ra 500.000 gia đình alpha. 500.000 gia đình alpha. 500.000 gia đình alpha. Và góp phần kiến tạo nên doanh nghiệp tỷ đô. Góp phần kiến tạo nên doanh nghiệp tỷ đô. Góp phần kiến tạo nên doanh nghiệp tỷ đô. Ta sang phần 3. Là đối với người kinh doanh chuyên nghiệp. Đối với người kinh doanh chuyên nghiệp. Đối với người kinh doanh chuyên nghiệp.
Đối với người kinh doanh chuyên nghiệp thì cái tính linh hoạt này nó thể hiện ở cái gì? Một ưu thế vượt trội của chính sách, một trong những ưu thế vượt trội của chính sách trả thưởng, đó nghĩa là một trong những ưu thế vượt trội của chính sách trả thưởng, một trong những ưu thế vượt trội của chính sách trả thưởng là góp phần kiến tạo lên doanh nghiệp tỷ đô, là một trong những ưu thế vượt trội của chính sách trả thưởng góp phần kiến tạo nên doanh nghiệp tỷ đô là, góp phần kiến tạo nên doanh nghiệp tỷ đô là, nằm ở chỗ cấu trúc 10 danh hiệu, là nằm ở chỗ cấu trúc 10 danh hiệu, nằm ở chỗ cấu trúc 10 danh hiệu, cấu trúc hệ thống danh hiệu, cấu trúc hệ thống danh hiệu. Thì anh ơi đọc lại hộ em từ đầu luôn. Vì rộng rộng. Nhanh quá. Nhanh quá ơi. Ai xem lại. Một trong những ưu thế vượt trội của chính sách trả thưởng. Một trong những ưu thế vượt trội của chính sách trả thưởng New May góp phần kiến tạo lên doanh nghiệp tỷ đô, góp phần kiến tạo nên doanh nghiệp tỷ đô là nằm ở chỗ cấu trúc 10 danh hiệu, góp phần kiến tạo nên doanh nghiệp tỷ đô là nằm ở chỗ cấu trúc 10 danh hiệu, nằm ở chỗ cấu trúc 10 danh hiệu, phải cấu trúc hệ thống danh hiệu, cấu trúc hệ thống danh hiệu, cấu trúc hệ thống danh hiệu, xuống dòng ta ghi là từ 10 danh hiệu của New May, từ 10 danh hiệu của New In May, từ 10 danh hiệu của New May, từ 10 danh hiệu của New May, chúng ta đồng bộ về mô hình nhóm kinh doanh. Từ 10 danh hiệu của New May, chúng ta đồng bộ về mô hình nhóm kinh doanh. Từ 10 danh hiệu của New May, chúng ta đồng bộ về mô hình nhóm kinh doanh. Cả nhà có hiểu cái này không ạ? Đây em lấy một cái ví dụ nhé. Cái câu này này, từ 10 danh hiệu của New May, chúng ta đồng bộ về mô hình nhóm kinh doanh. Ví dụ này, ví dụ một cái người A này, người ta mới tham gia, đúng không ạ? Người ta mới tham gia thì người ta xây dựng gì ạ? Học tập và xây dựng 30 khách hàng thành viên. Và trong số 30 khách hàng thành viên làm thẻ này, người ta tìm ra 3 cho đến 5 nhà phân phối, đúng không ạ? Và người ta xây dựng 3 cho đến 5 nhà phân phối này trở thành gì? Nhà phân phối chuẩn. Nhà phân phối chuẩn. Cả nhà mình đã biết nhà phân phối chuẩn là gì không ạ? Là thuần thục học phần 1, đúng không ạ? Và khi họ thuần thục học phần 1, họ sẽ bán được 30 lon. Thì đầu tiên là cái ông A này bán 30 lon là lên trưởng phòng. Sau đó ông ấy tìm ra 3 nhà phân phối chuẩn này trong số 30 khách hàng thành viên này, thì ông ấy sẽ lên gì ạ? Giám đốc. Và khi lên giám đốc ấy thì sẽ là gì ạ? Là có một nhóm kinh doanh. Đồng thời 3 nhà phân phối chuẩn, 3 nhà phân phối chuẩn thì người này 30, người này 30, người này 30, người này 30, thì 4 người 30 sẽ tạo ra cái doanh số là 120. Tức là ông này đã trở thành gì? Giám đốc chuẩn. Và giám đốc chuẩn này sẽ tương đương với một điểm bán. Đúng không ạ? Tương đương với một điểm bán. Tiếp theo, ông ấy lại sao chép, ông A này ông ấy sao chép cho 3 nhà phân phối chuẩn.
là tiếp tục tìm ra 30 khách hàng thành viên và 3 nhà phân phối chuẩn như ông đấy. Được chưa? Thuần thục học phần 1 và tìm ra 30 khách hàng thành viên. Và bên dưới này người ta lại tiếp tục trở thành những nhà phân phối chuẩn. Đúng không ạ? 30 này. 30. 30. 30. 30. 30. Thì mỗi một cái ông này sẽ lên gì ạ? Giám đốc chuẩn. Ba ông này sẽ lên 3 ông giám đốc chuẩn. Giám đốc chuẩn giống như ông trên. Và ông A này sẽ lên danh hiệu gì ạ? Giám đốc 2 sao chuẩn. Và giám đốc 2 sao chuẩn là tương đương với 3 nhóm kinh doanh và tương đương với 3 điểm bán. Như vậy có phải rằng cái câu mà em Ánh vừa chia sẻ đó là gì? Từ 10 danh hiệu của New May chúng ta đồng bộ về mô hình nhóm kinh doanh đấy. Tức là mỗi một giám đốc là một nhóm kinh doanh. Nếu anh chị nhân ra được một nhóm, tức là một nhóm từ mình, thì anh chị là giám đốc chuẩn. Anh chị nhân ra 3 nhóm thì là 2 sao chuẩn. Anh chị nhân ra gì ạ? 5 nhóm thì sẽ là tương đương với giám đốc 2 sao vàng. Và anh chị nhân ra gì? Khoảng 9 nhóm kinh doanh thì anh chị sẽ tương đương với giám đốc 3 sao. 14 nhóm kinh doanh sẽ tương đương với 3 sao vàng. 20 nhóm kinh doanh tương đương với 4 sao. 30 nhóm kinh doanh tương đương với 4 sao vàng giống em Ánh bây giờ. Và 40 nhóm kinh doanh sẽ là 5 sao. 100 nhóm kinh doanh sẽ là 5 sao kim cương. Đúng không ạ? Đó. Tức là chúng ta phải chuẩn hóa những cái nhóm kinh doanh từ những ngày đầu. Tại sao có công ty định hướng cho chúng ta là gì ạ? Tại sao công ty định hướng cho chúng ta là phải làm tốt cái điểm bán bắt đầu này? Và khi anh chị làm tốt một cái điểm bán nhà anh chị thì anh chị mới nhân được. Bởi vì vẫn công thức đấy chúng ta nhân ra. Còn nếu chúng ta không làm tốt cái ban đầu, chúng ta sẽ không nhân được. Chúng ta sẽ không sao chép được. Đó, đây là một cái ví dụ đối với người kinh doanh chuyên nghiệp. Nào, chúng ta ghi tiếp. Nhà là dòng tiếp theo. Đối với một người kinh doanh chuyên nghiệp, trọng tâm công việc của họ. Đối với một người kinh doanh chuyên nghiệp. Đối với một người kinh doanh chuyên nghiệp. Đối với một người kinh doanh chuyên nghiệp, trọng tâm công việc của họ. Trọng tâm công việc của họ là hình thành và vận hành, nhân rộng chuỗi các nhóm kinh doanh. Là hình thành, vận hành, nhân rộng chuỗi các nhóm kinh doanh. Đối với một người kinh doanh chuyên nghiệp thì trọng tâm công việc của họ là hình thành, vận hành, nhân rộng chuỗi các nhóm kinh doanh. Cả nhà nghe rõ câu này chưa ạ? Chúng ta tô cho em cái câu này màu hồng vào. Đối với một người kinh doanh chuyên nghiệp, ai muốn lên 5 sao vàng, 5 sao kim cương thì nhớ cái câu này. Đối với một người kinh doanh chuyên nghiệp, trọng tâm công việc của họ là hình thành, vận hành, nhân rộng chuỗi các nhóm kinh doanh. Cả nhá. Hình thành, vận hành. Hình thành, vận hành, nhân rộng chuỗi các nhóm kinh doanh. Chị Ánh mở tiếng nhá, em vừa mới tắt tiếng tất cả mọi người đấy. Làm gì có 4 sao kim cương hả? Anh chị nào chưa thuộc danh hiệu? Có anh chị nhắn trên phòng Zoom là giám đốc chưa có điểm bán. Ý anh chị muốn hỏi là gì? Và còn 4 sao kim cương, làm gì có 4 sao kim cương đúng không cả nhà? Chỉ có 4 sao vàng, làm gì có 4 sao kim cương, lại còn 5 sao bạch kim ở đâu ạ? Anh chị tự nghĩ ra cái danh hiệu đấy ạ. Chẳng về từ công ty khác sang rồi. Vâng. Anh chị nào có câu hỏi thì chúng ta sẽ ghi lại để cuối buổi sẽ hỏi em. Em đang chưa hiểu là cứ có cái tiếng gì thỉnh thoảng lại chóe chóe lên thế nhỉ? Có phải
phải là do ai đó đang quay như thế không ạ? Quay lại. Nào em nhắc lại nhé, đối với một người kinh doanh chuyên nghiệp, trọng tâm công việc của họ là hình thành, vận hành, nhân rộng chuỗi các nhóm kinh doanh. Nếu mà ai đi lệch lại với cái quỹ đạo này thì chúng ta sẽ bị gì ạ? Bị chậm phát triển hoặc có thể bị tụt doanh số. Chúng ta ghi tiếp, phải từ đó họ chinh phục các danh hiệu, các cột mốc thu nhập. Từ đó họ chinh phục các danh hiệu. Từ đó họ chinh phục các danh hiệu, các cột mốc thu nhập. Họ chinh phục các danh hiệu, các cột mốc thu nhập 30, 50, 70 triệu trên một tháng. Từ đó họ chinh phục các danh hiệu và các cột mốc thu nhập 30, 50, 70 triệu trên tháng. Các cột mốc thu nhập 30, 50, 70 triệu trên tháng. Tiếp theo ạ. Xuống dòng. Để kiến tạo ra doanh nghiệp tỷ đô. Doanh nghiệp tỷ đô la Mỹ đấy. Chúng ta ghi là doanh nghiệp tỷ USD, USD đấy. Để kiến tạo ra doanh nghiệp tỷ đô. Phải mục tiêu tới năm 2025 sẽ là xây dựng 20.000 nhóm kinh doanh phủ khắp 63 tỉnh thành. Mục tiêu tới năm 2025 sẽ xây dựng 20.000 nhóm kinh doanh. 20.000 nhóm kinh doanh tương đương với 20.000 giám đốc chuẩn đấy, đúng không ạ? Phủ khắp 63 tỉnh thành. 20.000 nhóm kinh doanh phủ khắp 63 tỉnh thành. Phủ khắp 63 tỉnh thành. 4. Đối với người doanh nhân kiến tạo. 4 này. Đối với người. Thầy không cảm nhận đi dù nào. Không được. Em cũng doanh nhân kiến tạo. Đối với người doanh nhân kiến tạo. Đối với người doanh nhân kiến tạo. Đối với người doanh nhân kiến tạo này. Cả nhà ghi, sau đó em sẽ có một cái ví dụ cụ thể đối với cái người doanh nhân kiến tạo, tức là với những cái người mà giám đốc 3 sao trở lên ý, thì cái tính linh hoạt nó thể hiện ở cái điều gì để chúng ta đi tuyển dụng, đúng không ạ? Tiếp này. Đối với người doanh nhân kiến tạo. Cái tiếng đấy là tiếng gì nhỉ? Cả nhà biết tiếng gì nhắn lên phòng Zoom giúp em ạ. Đối với người doanh nhân kiến tạo là chúng ta ghi thông qua tính chất linh hoạt và có chiều sâu của sơ đồ trả thưởng. Thông qua tính chất linh hoạt và có chiều sâu của sơ đồ trả thưởng. Thông qua tính chất linh hoạt và có chiều sâu của sơ đồ trả thưởng. Thông qua tính chất linh hoạt và có chiều sâu của sơ đồ trả thưởng. Góp phần mạnh mẽ cho những người doanh nhân kiến tạo nên các vùng thị trường. Thông qua tính chất linh hoạt và có chiều sâu của sơ đồ trả thưởng này. Góp phần mạnh mẽ cho những người doanh nhân kiến tạo nên các vùng thị trường. Góp phần mạnh mẽ cho những người doanh nhân kiến tạo nên các vùng thị trường. Góp phần mạnh mẽ cho những người doanh nhân kiến tạo nên các vùng thị trường. Phải kiến tạo nên các hệ thống tự vận hành. Kiến tạo nên các hệ thống tự vận hành. Kiến tạo nên các hệ thống tự vận hành. Phải
kiến tạo nên các vùng thị trường. À xin lỗi, kiến tạo nên các hệ thống tự vận hành và kiến tạo lên cộng đồng dinh dưỡng miễn dịch. Kiến tạo nên các hệ thống tự vận hành, kiến tạo nên cộng đồng dinh dưỡng miễn dịch. Kiến tạo nên cộng đồng dinh dưỡng miễn dịch. Kiến tạo nên cộng đồng dinh dưỡng miễn dịch. Chinh phục cột mốc thu nhập. Chinh phục cột mốc thu nhập 100, 300, 1 tỷ, 2 tỷ. Chinh phục các cái cột mốc thu nhập này. 100 triệu, 300 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ. Được chưa? Chinh phục các cái cột mốc thu nhập như là 100 triệu, 300 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ. Cái cột mốc thu nhập là gì? 100 triệu, 300 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, vân vân. Chúng ta ghi tiếp này, xuống dòng này. Trên hành trình tới doanh nghiệp tỷ đô. Trên hành trình tới doanh nghiệp tỷ đô. Trên hành trình với tới doanh nghiệp tủ đô, tỷ đô. Trên hành trình tới doanh nghiệp tỷ đô. Với nguồn thu nhập ổn định và tăng trưởng. Với nguồn thu nhập ổn định và tăng trưởng. Với nguồn thu nhập ổn định và tăng trưởng. Thì trong 5 năm tới. Với nguồn thu nhập ổn định và tăng trưởng. Thì trong 5 năm tới. Thì trong 5 năm tới. Sẽ có. Thì trong 5 năm tới sẽ có hàng trăm người doanh nhân tích lũy kiến tạo lên tài sản. Hàng trăm người doanh nhân tích lũy kiến tạo lên tài sản hàng triệu đô la Mỹ. Hàng trăm người doanh nhân tích lũy kiến tạo nên tài sản hàng triệu đô la. Hàng triệu đô la. Ở Việt Nam hiện nay chúng ta có 3 triệu phú đô la rồi đúng không ạ? Đó là anh Đặng Văn Điệp. Đó là thủ lĩnh Thiện Thảo đúng không ạ? Có 2 rồi đúng không ạ? Gọi là triệu phú đô la rồi. Và tiến tới là thủ lĩnh Hà Duy Anh của chúng ta. Chị Ánh ơi, đọc lại một chút hộ em với. Hàng trăm người doanh nhân tích lũy kiến tạo nên cái gì đấy, câu cuối cùng ấy ạ. Tạo nên tài sản hàng triệu đô la Mỹ. Tạo nên tài sản hàng triệu đô la. Bây giờ em sẽ lấy ví dụ. Cái tính linh hoạt này nó thể hiện ở cái gì? Đối với những cái người mà doanh nhân hay là những cái người thủ lĩnh, những cái người leader ấy. Tức là cái chiều sâu của cái sơ đồ, cái tính linh hoạt này. Cái tính linh hoạt này nó phải thể hiện ở cái tính gì ạ? Đây em lấy một cái ví dụ thôi. Ở cái tính ném tầng. Ném tầng này. Em lấy ví dụ. Ngày hôm nay cái người A này, ví dụ như là em Ánh đi. Em giới thiệu ra cái người B. Người B giới thiệu ra người C. Người C giới thiệu ra người D. Người D giới thiệu ra người E.
Nhưng mà vì một cái lý do nào đó, ông B là nghỉ, ông C là nghỉ, ông D là nghỉ, thì ông E này, em Ánh chăm sóc, ném tầng lên thành đời một của em Ánh. Đời một nhé cả nhà nhé. Đời ấy, thì nó sẽ được rất là nhiều, mà chúng ta lại có chính sách ném tầng. Nhưng tầng ấy, thì nó sẽ rất nhanh hết. Ví dụ như chúng ta hưởng 7 đời ấy, thì nó ném lên thành đời 1. Nhưng chúng ta hưởng 7 tầng ấy, thì ông này là tầng 1 của mình. Ông này, ông B là tầng 1, ông C tầng 2, ông D tầng 3, ông E tầng 4. Thì những ông này nghỉ, nó vẫn quy hoạch là tầng của mình. Đến cái ông tầng 5 này, nó vẫn là tầng 5, chứ nó không thể ném lên thành đời 1. Nhưng mà chúng ta hưởng đời thì nó sẽ ném lên thành đời 1, còn tầng thì nó giữ nguyên. Đấy, đây là cái thể hiện cái tính linh hoạt đầu tiên, rất là hay trong New May. Cho nên ý, chính vì cái tính linh hoạt này mà tất cả chúng ta, những cái người có tầm nhìn và xây dựng hệ thống, người ta sẽ chăm sóc xuống tận sâu bên dưới. Để những cái ông ở bên trên này, ông có không tích cực, ông không phải nhân tố, ông cũng nghỉ, thì cái người E này vẫn là đời một của người ta. Và đến tầng thứ 15 cũng ném lên thành đời một luôn, đời thứ 15. Đó, đây là cái ví dụ đầu tiên. Ví dụ thứ hai đó là gì? Cái chính sách linh hoạt này nó thể hiện ở cái gì ạ? Ở cái... Chính sách linh hoạt này nó thể hiện ở cái gì? Cái thứ hai đó là nó không cơ cứng. Nó không bị cơ cứng. Khi lên danh hiệu cao nhất, đó là danh hiệu Diamond. Danh hiệu Diamond ở các công ty khác là nó tương đương với danh hiệu 5 sao của chúng ta. Em lấy ví dụ như vậy. Thì 5 sao của chúng ta là gồm có 4 nhánh sao và 4 nhánh giám đốc. 4 nhánh sao và 4 nhánh giám đốc, trong đó đạt doanh số 4.000 lon. Thì 4 nhánh sao ở đây, công ty chỉ yêu cầu là 1 sao, 1 sao, 1 sao, 1 sao. Và 4 nhánh giám đốc phù hợp. 4 nhánh giám đốc phù hợp này chỉ cần bao nhiêu ạ? Chỉ cần 20 lon, 20 lon, 20 lon, 20 lon. Còn 4 cái ông sao này thì chỉ cần tối thiểu là 1 sao. Thì em lấy ví dụ, cái ông này ông ấy phát triển thành 5 sao, đúng không ạ? 5 sao ông ấy đã doanh số 4.000 lon rồi, thì ông mới được 5 sao. Thì những cái ông còn lại này, chúng ta chỉ cần cơ cấu nhẹ 1 sao, 1 sao, 1 sao và giám đốc phù hợp là chúng ta cũng lên 5 sao. Đó, nhưng mà một số công ty khác nhé, là lên danh hiệu Diamond này nó có sự cơ cứng như sau. Nó phải 5 nhánh chạy đều. Đó là gì? Ví dụ 5 nhánh này nó quy định là phải 3 sao, 3 sao, 3 sao, 3 sao. Tức là mỗi nhánh này tối thiểu phải đạt gì ạ? Danh hiệu 3 sao tức là gì? Ví dụ 3 sao là 750 lon, là nó tương đương với khoảng độ 800-900 triệu. Em cứ cho là tầm 800 triệu đi. Thì cả 5 nhánh này phải đạt 800 triệu, 800 triệu, 800 triệu. Hay cả 5 nhánh này là đạt 300 triệu hay 500 triệu. Tức là 5 nhánh này phải chạy đều, tăng tốc doanh số bằng nhau trong một tháng thì chúng ta mới lên cái danh hiệu Diamond hay là 5 sao. Chứ không phải như chúng ta là gì, ví dụ cái nhánh này là nhánh lớn nhất, còn những cái nhánh này là nhánh rất là nhỏ. Theo kiểu cơ cấu chân voi chân kiến, chúng ta vẫn lên Diamond bình thường. Và khi chúng ta lên Diamond ấy, thì chúng ta sẽ được hưởng cái hoa hồng 5 sao, cái thưởng quý rất là lớn luôn. Nếu như những cái danh hiệu ở dưới này chưa bằng chúng ta, em lấy ví dụ như ông này là ông 4 sao vàng đi, chưa lên 5 sao, thì 4 sao vàng của ông ấy đã là 3.000 lon rồi, trên 3.000 lon tính cả chuôi đời. Thì kết hợp với những cái nhánh này cơ cấu, ông này đạt đủ 4.000 lon là ông lên 5 sao. Đó. Cho nên là để lên cái cấp cao nhất ở đây là cấp 5 sao, tương đương với cấp Diamond ở những công ty khác của chúng ta ấy, không hề khó. Tức là cứ làm đủ tháng đủ năm, từ 3-5 năm là sẽ lên. Và cái thứ hai ạ, cái tính linh hoạt nó còn thể hiện ở cái thứ ba. Đối với những cái người doanh nhân hay những người thủ lĩnh, đó là gì? Đó là hoa hồng nó xảy đều. Nó xảy đều. Đúng ạ. Hoa hồng nó trải đều như thế nào? Em lấy ví dụ này. Ví dụ như là gì? Một cái ông này là 5 sao. Tiếp này. Ông A giới thiệu ra ông B. Ông B giới thiệu ra ông C, ông C giới thiệu ra ông D, ông D giới thiệu ra ông E, được chưa? Tức là nó có một cái trụ vững nhỉ? Thì ông A sẽ có những cái nhánh khác,
đúng không? Nhưng mà dưới cái ông E này là cái ông phát triển rất là mạnh, ông F, ông ấy cho doanh số 4.000 lon, thì đồng nghĩa với việc ông E, ông D, ông F này 4.000 lon thì ông E, ông D, ông C, ông B, ông A đều lên 5 sao hết. Bởi vì tất cả những cái ông này đều có một cái trụ, cái trụ này là cái trụ lớn, trụ doanh số đóng vai trò chủ đạo trong tất cả hệ thống từ trên xuống dưới, đều giúp cho cả 5 ông này đều lên 5 sao. Và 5 ông này đều có những cái cơ cấu nhỏ, đúng không ạ? Tức là 3 nhánh 1 sao và 4 nhánh giám đốc phù hợp là ông đã lên 5 sao rồi. Em đang lấy ví dụ như vậy. Đó, tức là chúng ta, các cái nhánh của chúng ta chỉ làm sao tối thiểu đạt 1 sao và đủ doanh số, đủ số đời là chúng ta đã lên danh hiệu rồi. Thì đây là cái tính linh hoạt. Thì để phân tích được cái tính linh hoạt này thì các anh chị phải thuộc sơ đồ trả thưởng và phải hiểu sâu, thì các anh chị mới có thể tuyển dụng được những cái leader ở những công ty khác và so sánh chỉ ra được cho họ cái ưu thế chính sách của chúng ta. Ta sang phần 2 năm má là tính cộng hưởng ạ. 2 năm má tính cộng hưởng. Tính cộng hưởng. Chúng ta ghi này, để xây dựng doanh nghiệp tỷ đô, để xây dựng doanh nghiệp tỷ đô, để xây dựng doanh nghiệp tỷ đô, trong quá trình khởi nghiệp, để xây dựng doanh nghiệp tỷ đô, trong quá trình khởi nghiệp, trong quá trình khởi nghiệp thì hình thành và mở rộng doanh nghiệp, trong quá trình khởi nghiệp hình thành và mở rộng doanh nghiệp, hình thành và mở rộng doanh nghiệp, chúng ta phải giữ và phát triển được nguồn nhân lực, chúng ta phải giữ và phát triển được nguồn nhân lực, chúng ta phải giữ và phát triển được nguồn nhân lực. Tức là chúng ta phải giữ được cái nguồn người cũ chúng ta. Doanh số muốn phát triển thì phải giữ được người cũ và phát triển được người mới. Đúng không ạ? Tức là cái số lượng đầu vào nó phải ít hơn số lượng đầu ra. À, nhiều hơn số lượng đầu ra. Em xin lỗi. Số lượng đầu vào có nghĩa là cái số lượng tuyển dụng chúng ta đấy, nó phải nhiều hơn cái số lượng đầu ra, tức là số lượng người nghỉ việc, thì doanh số của chúng ta mới tăng được. Vậy thì làm thế nào để giữ được người cũ? Thì chúng ta có cái câu như này ạ. Doanh số danh hiệu chỉ là tạm thời, đào tạo là gốc rễ và văn hóa là trường tồn. Đúng không? Vậy thì để giữ được người cũ thì ngoài cái lợi ích thì chúng ta phải giúp họ có niềm tin vào công việc. Bởi vì cái người chưa tin là cái người thiếu thông tin. Vậy chúng ta phải cho thông tin làm sao để họ thấy được. Tức là của cho không bằng cách cho đấy. Cái thứ hai là gì? Để giữ được họ thì chúng ta phải có tâm yêu thương, lòng bao dung vị tha, đúng không ạ? Cho nên em vẫn nói rằng là tất cả những cái anh chị mà đạt được những cái danh hiệu cao trong New Mây thì đều là những người tâm tốt và tính tốt. Thì họ mới có thể đạt được những cái danh hiệu đấy. Bởi vì trong quá trình kinh doanh các anh chị thấy rằng là phải va chạm với rất nhiều. Đúng không ạ? Chúng ta va chạm trong quá trình bán hàng, va chạm trong quá trình đào tạo, va chạm trong quá trình giao tiếp với nhau. Từ cái việc lấy hàng hay cái việc gì ạ? Cái việc mà họp hành vân vân, nó có thể là tuyến trên tuyến dưới nó không có được thỏa mãn về nhau, biết như vậy. Tức là không có được hài lòng với nhau đấy. Thì chúng ta phải biết gì ạ? Biết buông bỏ. Thì chúng ta mới có thể đoàn kết để phát triển được. Tiếp theo chúng ta ghi tiếp ạ. Nhờ tính chất cộng hưởng của sơ đồ trả thưởng. Nhờ tính chất cộng hưởng của sơ đồ trả thưởng. Đã góp phần duy trì ổn định nguồn thu nhập cho lực lượng lao động. Đã góp phần duy trì ổn định thu nhập cho lực lượng lao động.
góp phần duy trì ổn định nguồn thu nhập cho lực lượng lao động và góp phần kiến tạo nên doanh nghiệp tỷ đô. Góp phần duy trì ổn định nguồn thu nhập cho lực lượng lao động. Cho lực lượng lao động. Và góp phần kiến tạo nên doanh nghiệp tỷ đô. Thì nếu như mà anh chị nào đã lên đến danh hiệu giám đốc 3 sao trở lên, các anh chị thấy rằng là trong hệ thống của mình sẽ có rất nhiều những người thu nhập ổn định. Em vẫn thường nói đùa với hệ thống của em là gì? Các anh chị lĩnh hoa hồng New May đều như là lương nhà nước ấy. Tức là tháng nào cũng vậy. Chúng ta đã lên đến danh hiệu giám đốc 2 sao trở lên. Tức là lên bằng chính cái hệ thống của chúng ta ấy, chứ không phải bằng cái việc là cơ cấu rồi ôm hàng. Thì nó rất là bền luôn. Ví dụ giám đốc 2 sao là thu nhập từ 15-20 triệu, là tháng nào cũng 15-20 triệu, tháng nào 15-20 triệu. Tại sao chúng ta lại có thể duy trì được điều đó? Bởi vì ấy, một phần là do cái sản phẩm có tính tái tiêu dùng cao, đúng không ạ? Và một phần là gì? Là do cái tính cộng hưởng của sơ đồ trả thưởng, đúng không ạ? Vậy thì cái sơ đồ trả thưởng này có tính cộng hưởng như nào? Em lại lấy một cái ví dụ này. Ví dụ một cái người này là giám đốc 3 sao đi, giới thiệu ra một cái người bên dưới, người ta phát triển và lên giám đốc 4 sao, đúng không ạ? Giám đốc 4 sao. Đây em lấy ví dụ. Đây em vẽ lại một cái người giám đốc 3 sao này, và giới thiệu ra một cái ông giám đốc 4 sao bên dưới, thì có phải là mình được hưởng 3 sao là được hưởng mấy đời cả nhà? Được hưởng 5 đời, đúng không ạ? Mình được hưởng 5 đời thì cái ông 4 sao này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 đời từ ông này. 5 đời nhiều lắm ạ, đúng không ạ? Và tiếp theo lên danh hiệu nữa thì mình hưởng tiếp cái đời bên dưới là đời 6, đời 7. Tức là gì? Tức là ta được hưởng từ ông này cái gì? Chúng ta không bị ly khai, mà chúng ta còn gì ạ? Còn được hưởng cái doanh số từ ông này, và được hưởng từ cái cơ cấu nhánh từ ông này, và được hưởng tiền từ ông này nhiều đời. Như vậy ta thấy là gì? Cái ông 4 sao này, thứ nhất này là không bị ly khai này. Không bị ly khai tách nhánh. Tách nhánh. Thứ hai, đó là không bị gì ạ? Tức là không bị đồng cấp và vượt cấp. Không bị đồng cấp và vượt cấp. Thứ ba, đó là gì? Góp phần doanh số cho ông 3 sao. Đóng góp doanh số. Đúng ạ? Và thứ tư, đó là một cơ cấu nhánh cho ông 3 sao. Là một cơ cấu nhánh sao cho ông 3 sao, đúng ạ? Và thứ năm, đó là tạo ra cái dòng tiền ổn định. Tạo ra dòng tiền ổn định. Tạo ra dòng tiền ổn định cho ông 3 sao. 1, 2, 3, 4, 5. Và thứ 6, đó là giúp giữ chân cái ông 3 sao ở lại doanh nghiệp. Giúp giữ chân cái ông 3 sao này ở lại doanh nghiệp. Ở lại như mây đấy. Ở lại doanh nghiệp. Đúng ạ? Cái ông 4 sao ở dưới này nó có cái vai trò, 6 cái vai trò này để cộng hưởng với ông 3 sao này. Đấy, chúng ta ghi ở đây là đối cái ông 4 sao này, đối với cái ông 3 sao này nó có vai trò gì, đúng không? Thì vai trò thứ nhất là không bị ly khai tách nhánh này, không bị đồng cấp vượt cấp này. Thứ ba là góp phần doanh số cho ông 3 sao này. Thứ tư là góp phần đóng góp cơ cấu nhánh sao cho ông 3 sao này. Và tạo ra cái dòng tiền ổn định cho ông 3 sao này, giữ chân được ông 3 sao ở lại New May. Đúng không ạ? Và trong New May có rất nhiều rồi đấy ạ. Ví dụ như là một số anh chị ở trong G23 của chúng ta đấy. Tức là mới là giám đốc 3 sao thôi, nhưng mà dưới mình là một cái giám đốc 5 sao.
thì thông thường 3 sao thu nhập bình quân ý, là khoảng 35-40 triệu, nhưng mà cái ông 3 sao này ông được tận diện 50-60 triệu, là do ở bên dưới mình có mấy cái, có một cái ông 5 sao ông ấy vượt cấp và nhiều cái ông sao ở bên dưới, nên là cái người 3 sao này thu nhập tới gì ạ, 50-55 triệu trên một tháng, cao hơn cái ông 3 sao thông thường đó. Như vậy chúng ta kết luận bên dưới, cái bài này ý, là người nào lên giám đốc sao rồi hiểu rất là rõ này, rất là nhanh này. Còn người nào mới ở cấp giám đốc thường mà chưa có thuộc hoa hồng ấy thì sẽ rất là khó hiểu. Người nào ở trưởng phòng mới vào thì càng không hiểu nếu chưa thuộc. Cho nên ý, có những anh chị trưởng nhóm thì cứ tham, cứ nghĩ rằng là người mới của mình cứ ấn vào cái lớp ươm mầm này là người ta khác nảy mầm, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta không để vào cái lớp đúng chỗ, gọi là học lớp 2 sai lớp 7 là chúng ta lại còn bị thui mầm đi đấy ạ. Người ta nghe thì khó quá, thì không làm được. Rồi em vào em học em đau hết đầu, em không có làm được đâu. Thì em thấy phức tạp quá, em thấy học nhiều quá, đúng không ạ? Người ta còn mới mà người ta như một cái cây non ấy. Người ta còn chưa chịu được phong ba bão táp, chưa có cái độ lì, đúng không ạ? Thế là đã ấn vào cái ươm mầm rồi. Thế thì ươm nhiều quá thì nó dẫn đến nó nóng thì nó bị gì ạ? Nó hỏng ấy. Nên là chúng ta làm sao ấy để gì ạ? Không bị ngồi nhầm lớp. Tức là ngày xưa ấy, khi mà em mới vào làm New Mây thì em cũng rất thích đưa những cái người mới của em vào những cái lớp mà cao hơn năng lực của họ. Và những cái lãnh đạo leader của chúng ta không cho ấy, là mình rất là tức. Bảo là người ta mong đi học không được, đây đi học lại không cho học. Nhưng mà khi mình làm lên cao rồi mình mới hiểu cái điều đó. Đúng ạ? Tức là gọi là ngồi nhầm lớp là rất nguy hiểm. Nên là với cái lớp ươm mầm này phải là anh chị nào đã thuần thục học phần 1, đã thuần thục cái sơ đồ trả thưởng, đã thuần thục 10 danh hiệu thì chúng ta học nó mới ngấm và nó mới không bị thui ạ. À. Không bị thui chột cái mầm nó đi. Còn những cái mầm mới chúng ta đã cho vào là dễ bị thui chột. Họ sợ luôn đấy. Ta kết luận này. Ta kết luận bên dưới. Nhờ tính chất cộng hưởng này trợ lực cho người 3 sao ở lại với doanh nghiệp. Nhờ tính chất cộng hưởng này trợ lực cho người 3 sao ở lại với doanh nghiệp. Trợ lực cho người 3 sao ở lại với doanh nghiệp. Từ đó người 3 sao có nguồn lực để kiến tạo lên những hệ thống tiếp theo. Từ đó người 3 sao, cái người giám đốc 3 sao mà em vừa lấy ví dụ này, có nguồn lực để kiến tạo lên những hệ thống lớn tiếp theo. Có nguồn lực để kiến tạo lên những hệ thống lớn tiếp theo. Tức là giữ chân họ ở lại không bỏ cuộc đấy. Một cái ông 3 sao mà chỉ có một nhánh mạnh thôi, còn lại là toàn những cái nhánh giám đốc phù hợp, người ta vẫn có thu nhập 50-55 triệu thì người ta có đủ tiền để đi giải đường tiếp để tuyển dụng không ạ? Họ có nuôi sống được gia đình không ạ? Có, đúng không ạ? Đó, thì tức là gì? Nhờ cái tính cộng hưởng này mà trợ lực cho cái người 3 sao bên trên ấy, là họ chưa có cân bằng trong cơ cấu nhánh thì họ cũng có cái nguồn lực để kiến tạo lên những cái hệ thống, những cái nhánh tiếp theo trong hệ thống của người ta. Nghe nó dòng tiếp theo ạ. Tính cộng hưởng trực tiếp góp phần tạo lên sức mạnh. Tính cộng hưởng trực tiếp góp phần tạo nên sức mạnh. Tính cộng hưởng trực tiếp góp phần tạo nên sức mạnh. Tính cộng hưởng trực tiếp góp phần tạo nên sức mạnh. Tính cộng hưởng trực tiếp góp phần tạo nên sức mạnh. Nguồn nhân sự cho New Mây góp phần tạo nên sức mạnh này. Nguồn nhân sự cho New Mây trên con đường chinh phục doanh nghiệp tỷ đô tạo nên sức mạnh. Tính cộng hưởng trực tiếp góp phần tạo nên sức mạnh. Nguồn nhân sự cho New Mây trên con đường chinh phục doanh nghiệp tỷ đô.
nguồn nhân sự cho New May trên con đường chinh phục doanh nghiệp tỷ đô. Cả nhà thấy mệt không? Bây giờ là 21:34, nhưng mà chúng ta hôm nay chúng ta học hơi nhiều cho nên là cũng mệt đúng không ạ? Có anh chị nào đã ngủ gật chưa? Chị Ánh ơi, chị đọc lại ý cái kết luận của cái dòng trên vừa xong ấy. Cái đoạn gần cuối ấy, là nhờ tính chất cộng hưởng. Nhờ tính chất cộng hưởng này, trợ lực cho người ba sao ở lại với doanh nghiệp. Từ đó người ba sao có nguồn lực để kiến tạo lên những hệ thống lớn tiếp theo. Người ba sao có nguồn lực để kiến tạo lên những hệ thống lớn tiếp theo. Có nguồn lực để tạo lên những hệ thống tiếp theo. Tạo nên những hệ thống lớn tiếp theo, xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sang phần 3 là tính gắn kết. 35 mã, tính gắn kết. Tính gắn kết. Trong cái tính gắn kết này ấy, thì chúng ta thấy rằng là để trở thành doanh nghiệp tỷ đô thì chúng ta trả thưởng phải góp phần gắn kết các thành viên lại, đúng không ạ? Chúng ta ghi này, để trở thành một doanh nghiệp tỷ đô. Từ đầu giờ chúng ta gặp rất nhiều cái cụm từ này, đúng không ạ? Doanh nghiệp tỷ đô. Công ty đang có chiến lược là chúng ta nói nhiều thì nó sẽ trở thành sức mạnh tiềm thức của chúng ta, đúng không ạ? Các anh chị nào đi học các lớp NLP thấy rồi, nếu chúng ta muốn thành công thì chúng ta luôn nói ra miệng là mong muốn cái điều gì thì điều đó sẽ trở thành hiện thực. Bởi vì khi chúng ta nói ra thì chúng ta sẽ huy động cái sức mạnh tiềm thức, và tiềm thức chúng ta sẽ trở thành suy nghĩ, và suy nghĩ trở thành hành động. Đó, thì cả hệ thống chúng ta luôn luôn nói câu là gì? Để trở thành một doanh nghiệp tỷ đô thì chính sách trả thưởng phải góp phần gắn kết các thành viên. Để trở thành một doanh nghiệp tỷ đô thì chính sách trả thưởng phải góp phần gắn kết các thành viên thành một hệ thống thống nhất. Chính sách trả thưởng phải góp phần gắn kết các thành viên. Gắn kết các thành viên thành một hệ thống thống nhất. Gắn kết các thành viên thành một hệ thống thống nhất. Gắn kết các thành viên thành một hệ thống thống nhất. Hệ thống thống nhất của chúng ta là gì ạ? Từ trên xuống dưới được gọi là hệ thống One System. Cả nhà nhá, hệ thống One System. Nào nhỉ? Em còn chưa nghĩ tạo cái này. Lúc đầu là đúng với chị Ánh ạ. À. Chị biết như lúc đầu là đúng không? Lúc đầu này đúng không? Con sẽ cần như này đúng không? Ok. M. Rồi. Đấy, mù chữ nó khổ thế đấy các bác ạ. Mù chữ tiếng Anh. Vâng.
Nhìn trong phòng Zoom có những cái cô chú 5, 6, 70 tuổi vẫn học miệt mài, nhìn cảm thấy nó hạnh phúc vô cùng luôn. Và có những chị 3, 40 tuổi do làm việc lao động nhiều quá cho nên là ngủ gật, nhìn cũng rất là đáng yêu. Có anh chị nào ngủ gật không ạ? Nghe chị Ánh giảng chẳng ngủ gật được ấy chị ạ. Đấy à, hy vọng là mọi người không ngủ gật. Vâng, nghe rất là truyền lửa. Vâng. Đấy, em muốn cả nhà mình làm máu lên, đúng không ạ? Giống thủ lĩnh Điệp bảo làm máu lên. Làm hết tất cả nguồn năng lượng của chúng ta, nguồn nhân lực của chúng ta trong người. Chúng ta đi vào bước 1 ạ, là sơ đồ như mây là cộng hưởng không ly khai. 1, sơ đồ như mây là cộng hưởng. Là cộng hưởng không ly khai. Không ly khai. Bây giờ chúng ta mới lại phân tích sâu cái không ly khai ở cái tính gắn kết này. Bác lãnh là em lấy ví dụ, bây giờ chúng ta sẽ phân tích sâu ví dụ này. Ví dụ một người 3 sao, một người đã lên giám đốc 3 sao nhé, và phát triển ra một người bên dưới người ta cũng lên 3 sao, đúng không ạ? Đây em ghi là 3 sao là 3S nhá, cả nhà nhá. Không có bác này không dịch được chữ em. Một người lên 3 sao và giới thiệu lên một người 3 sao. Thôi em không gạch ngang nữa cho cả nhà nhìn rõ này. Là 3 sao này, giới thiệu ra một ông 3 sao này. Và cái ông 3 sao chuẩn thì có doanh số là bao nhiêu cả nhà? Là 1.000 lon đúng không ạ? 1.000 lon. Thì cái ông 3 sao bên dưới này nó sẽ đổ về tài khoản của cái ông 3 sao trên là bao nhiêu tiền một tháng ạ? Khoảng 30 triệu trên một tháng. Cả nhà nhé. Cho nên ấy, anh chị nào mà không muốn tuyến dưới thành công ấy, chưa bao dung với tuyến dưới, chưa yêu thương tuyến dưới, chưa động viên tuyến dưới thì bây giờ phải xem xét lại mình đi ạ. Giống như là thiên hạ hay có câu là ăn ở thế nào mà tuyến dưới còn không lên được, đúng không ạ? Vâng, em đang chê mà. À, tiếp theo ạ. Vẫn là ông 3 sao này, ông ấy lại giới thiệu ra một người, người ta lên gì ạ? Cái người 3 sao ban đầu người ta lên 5 sao đi. Tiếp tục người ta lên 5 sao vượt cả mình đi. Thì 5 sao là có doanh số bao nhiêu ạ? Là 10.000 lon. 5 sao chuẩn là 10.000 lon đấy. 5 sao thường chỉ có 4.000 lon thôi. 5 sao vàng chỉ có 6.000 lon. Và 5 sao chuẩn là 10.000 lon. Giống như là 3 sao ấy, 3 sao thì 750 lon. Nhưng 3 sao chuẩn phải là gì ạ? Phải là 1.000 lon. Thế vậy thì cái ông 3 sao ban đầu, ông lại phát triển thành 5 sao, thì cái ông 3 sao này tiếp tục tăng thu nhập là mỗi tháng khoảng 80 triệu đổ vào tài khoản nhé. Trên tháng. Tiếp tục vẫn là ông 3 sao này, và cái ông ở bên dưới này, ông ấy phát triển lên thành một Galaxy. Galaxy là có nhiều ekip 5 sao ạ. Ví dụ như công ty mình bây giờ là một Galaxy. Đặng Văn Điệp là một Galaxy. Bởi vì dưới Đặng Văn Điệp có nhiều giám đốc 5 sao. Hay là Hà Duy Anh của chúng ta là một Galaxy. Thủ lĩnh Hà Duy Anh là một Galaxy. Dưới thủ lĩnh Hà Duy Anh là có nhiều ekip 5 sao. Thì gọi là Galaxy đấy ạ. Thì ông này, ông ở dưới ông lên Galaxy thì ông ấy đạt con số bao nhiêu? 100.000 lon. Thì nó sẽ đổ về cái tài khoản của ông 3 sao ban đầu là gì ạ? 150 cho đến gì? 200 triệu trên tháng. Đó, thì cả nhà thấy rằng là nếu mà tuyến dưới của chúng ta có chót giỏi hơn chúng ta thì điều đó là mừng nhá. Đừng có lo ạ. Điều đó phải là mừng. Vậy chúng ta kết luận không bị ly khai. Tất cả này, tất cả những cái ông này này đều không bị ly khai. Đấy, có lên cao đến cấp nào cũng đều không bị ly khai này. Ly khai tức là gì? Ly là chia ly, khai là gì ạ? Khai trừ đấy. Ly khai ở đây có nghĩa là bị khai trừ ra khỏi cái hệ thống này. Có những cái sơ đồ kinh doanh này, khi mà vượt cấp cái ông trên nó mới tách ra thành một nhánh riêng, một hệ thống riêng. Ông này không được hưởng hoa hồng nữa, gọi là ly khai. Tức là chia ly và khai trừ đấy, đúng không? Đó.
Không bị ly khai mà. Hoa hồng thì như nào? Hoa hồng tăng. Hoa hồng luôn luôn tăng. Không bị ly khai và hoa hồng tăng. Rồi, chúng ta ghi bên dưới này. Ta ghi bên dưới, quyền lợi được hưởng từ 3 sao phía trên là theo danh hiệu. Quyền lợi được hưởng từ 3 sao phía trên là theo danh hiệu. Số đời. Theo danh hiệu này, số đời này. Không bị ảnh hưởng bởi danh hiệu người tuyến dưới. Không bị ảnh hưởng bởi danh hiệu người tuyến dưới. Không bị ảnh hưởng bởi danh hiệu người tuyến dưới. Không bị ảnh hưởng bởi danh hiệu người tuyến dưới. Và thông qua tính chất này giúp mối quan hệ trên dưới gắn kết khăng khít. Thông qua tính chất này giúp mối quan hệ trên dưới gắn kết khăng khít. Thông qua tính chất này giúp mối quan hệ trên dưới gắn kết khăng khít. Giúp mối quan hệ trên dưới gắn kết khăng khít, tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp. 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 Lãnh đạo Ngân đang nhắn nhủ em Ánh là dạy làm sao ngắn gọn thôi. Cả nhà thấy mệt chưa? Cả nhà có muốn dạy hết? Không đâu, em muốn chị Ánh. Không biết mọi người nào, nhưng mà em đang muốn chị Ánh giảng kỹ kỹ tí như thế này, nhưng bọn em dễ hiểu. Có những cái mà tức là cả nhà thích là em dạy kỹ hay là dạy vắn tắt ạ? Chưa mệt. Dạy kỹ kỹ ạ. Em chưa mệt. Đấy, lãnh đạo Ngân đang sợ chúng ta mệt quá. Ok đấy. Vẫn còn đọc chậm thôi ạ. Nếu mà chậm nữa là chúng ta học đến 11 giờ đêm luôn đấy. Đúng rồi. Được ạ, chấp nhận. Đấy. Chấp nhận học đến 11 giờ luôn ạ. Đang ham học. Chấp nhận luôn. Máu quá nhỉ, cả nhà mình máu quá. Cho cả nhà như này là tốc độ này nó vừa phải đấy. Đọc mấy tí nữa cháu không sẽ chụp lại ảnh cái bài này đưa lên nhóm, bởi vì cháu ghi chép khá là đầy đủ. Có mỗi dòng chị Ánh đọc lên, bảo chị Ánh đọc lại. Tiếp chúng ta sang phần 2 là gắn kết tầng sâu. Hai nhỏ. Gắn kết tầng sâu. Gắn kết tầng sâu. Cả nhà thấy là cái hoa hồng gắn kết tầng sâu của ta là hoa hồng gì không ạ? Nếu ai biết nhắn lên phòng Zoom có thưởng đấy ạ. Cả nhà biết là cái hoa hồng gì mà gắn kết tầng sâu của chúng ta không? Hoa hồng phát triển hệ thống. Hoa hồng phát triển hệ thống 31%. Hệ thống chưa phải gắn kết tầng sâu. Hoa hồng gắn kết tầng sâu phải là hoa hồng gì đấy? Thưởng quý. Cả nhà ghi cho em ạ. Chính sách thưởng quý là một văn hóa đặc trưng của New May mà ít doanh nghiệp có. Và theo em biết gần như là không có doanh nghiệp nào có hay sao? Thưởng quý. Cả nhà ghi cho em thưởng quý này. Là một văn hóa đặc trưng của New May. Và ở đây chúng ta thấy là không giới hạn số đời. Bắt đầu từ danh hiệu nào ạ? Không giới hạn số đời bắt đầu từ danh hiệu. Hai sao cả nhà nhé. Bắt đầu từ danh hiệu 3 sao. 3 sao hay 2 sao vàng nhỉ? Tự nhiên em quên mất. Hai sao vàng. Hai sao vàng. Xin lỗi. Hai sao vàng ạ.
từ bắt đầu từ danh hiệu 2 sao vàng thì cả 2 sao vàng là đường hưởng không giới hạn rồi. 2 sao à? Không, 2 sao là 4 đời. Giới hạn 4 đời. Còn bắt đầu từ 2 sao vàng hay là 3 sao là không giới hạn số đời. Theo em hiểu thì 3 sao thì đúng hơn. Lấy vào Ngân cho ý kiến cái nào. 2 sao vàng mà chị. 2 sao vàng. 2 sao vàng đúng chứ. Tự nhiên hôm nay em dạy nhiều quá, em tẩu hỏa nhập ma, em không nhớ nữa. Không giới hạn số đời. Bắt đầu từ danh hiệu 2 sao vàng. Và nhờ cái chính sách này mà nhà phân phối sẵn sàng chăm sóc phục vụ tới tầng sâu. Chúng ta ghi vào, đánh mũi tên này. Nhà phân phối sẵn sàng chăm sóc phục vụ tới tầng sâu. Chăm sóc phục vụ tới tầng sâu. Nhà phân phối sẵn sàng chăm sóc phục vụ tới tầng sâu, tham gia vào quản trị tầng sâu và góp phần vào sự vững mạnh của doanh nghiệp. Chăm sóc phục vụ tới tầng sâu này. Quản trị tầng sâu. Không, chúng ta ghi ngắn gọn nè. Sẵn sàng chăm sóc phục vụ quản trị tới tầng sâu, góp phần chăm sóc phục vụ quản trị tới tầng sâu. Thì cái sự này, cái sự sẵn sàng phục vụ chăm sóc quản trị tầng sâu này, nó sẽ góp phần vững mạnh cho doanh nghiệp, đúng không ạ? Góp phần vững mạnh cho doanh nghiệp, đồng thời giúp cho người làm có thu nhập ổn định. Từ đó thì người làm có thu nhập gì đấy? Ổn định. Góp phần vững mạnh cho doanh nghiệp và góp cho người làm cái thu nhập ổn định. Góp phần cho người làm có thu nhập ổn định. Tức là góp phần vững mạnh cho cái nền móng của doanh nghiệp, đúng không? Chúng ta sang phần 3 đó là gì ạ? Tính gắn kết toàn quốc. Tính gắn kết toàn quốc. Gắn kết toàn quốc. Tính gắn kết toàn quốc là hoa hồng nào, cả nhà nhớ không? Hoa hồng 0,5%. 5 sao vàng. 5 sao vàng. Chính xác. 5 sao vàng. Cái đầu dòng này. Chính sách hoa hồng 5 sao vàng. Chính sách hoa hồng đặc biệt 5 sao vàng. Được nhận từ mọi thành viên. Chính sách hoa hồng 5 sao vàng. Được nhận từ mọi thành viên. Được nhận từ mọi thành viên trên toàn quốc đấy, đúng không ạ? Tức là ví dụ như công ty quy định là gì, hoa hồng 5 sao vàng là được 0,5%. Thì 0,5% tức là 3.500 trên một lon. Thì chúng ta sẽ tính doanh số toàn quốc và chia đều cho những người đạt danh hiệu 5 sao vàng. Đấy, chúng ta hiểu như vậy. Ta ghi tiếp này. Góp phần tạo nên nhận thức và trách nhiệm chung. Góp phần kiến tạo nên nhận thức và trách nhiệm chung. Và bảo vệ thị trường chung cho nhau. Góp phần kiến tạo nên nhận thức và trách nhiệm chung. Tạo nên nhận thức và trách nhiệm chung. Bảo vệ thị trường chung cho nhau. Bảo vệ thị trường chung cho nhau. Bảo vệ thị trường chung cho nhau. Chấm. Kiến tạo nên nhận thức trách nhiệm chung này, bảo vệ thị trường chung cho nhau. Thế cho nên là chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đi phát triển thị trường nào là chúng ta được phối hợp với các nhóm bên, nhóm bạn rất là nhiệt tình, đúng không ạ? Bởi vì cái văn hóa của New May đã được giáo dục từ những cái buổi đầu là văn hóa gì ạ? Văn hóa phối hợp. Tiếp này. Nhờ tính chất này mà hội đồng thủ lĩnh ngồi lại với nhau.
gắn kết, không phân biệt hệ thống. Nhờ tính chất hoa hồng này mà hội đồng thủ lĩnh ngồi lại với nhau, gắn kết cùng nhau không phân biệt hệ thống. Gắn kết cùng nhau không phân biệt hệ thống nào hết, đúng không ạ? Và chúng ta hình dung này, cái hoa hồng năm sao vàng nó, này nó giống như là một cái bánh thị trường đấy, đúng không ạ? Ví dụ như là toàn thị trường Việt Nam là một cái miếng bánh nha. Thì chúng ta hình dung là cái miếng bánh này được chia ra, đúng không? Ta được chia ra như này. Mỗi cái ông năm sao vàng là ông ấy được hưởng một phần miếng bánh. Và cái phần này nó nhiều hay ít là phụ thuộc vào cái hệ thống của... À không, cái này là tất cả được hưởng như nhau. Em xin lỗi. Bởi vì chia đều toàn quốc mà. Đó. Tức là mỗi ông được hưởng một phần của miếng bánh. Nên là sau buổi ngày hôm nay chúng ta phải sống chết làm lên năm sao vàng, đúng không cả nhà? Chưa lên năm sao vàng thì chưa, đừng có ngoảnh đầu lại, đừng có dừng lại, chạy phục mạng đi. Chạy đến bao giờ lên năm sao vàng thôi. Quyết không ngoảnh đầu lại nhé cả nhà nhé. Cả nhà quyết tâm không? Quyết tâm chạy phục mạng cùng em Ánh để đặt năm sao vàng không? Chúng ta lên chậm năm sao vàng một tháng là mất đi hàng trăm triệu trên một tháng. Cái hoa hồng năm sao vàng này. Nên là lên chậm năm sao ngày nào, lên chậm năm sao vàng ngày nào là chúng ta sẽ mất tiền ngày đó. Các anh chị đang mất rất nhiều tiền mà các anh chị không biết. Quyết tâm chạy trục mạng nhé. Chạy bao giờ lên năm sao vàng, đừng có ngoảnh lại và đừng có dừng lại. Chạy thì đã chạy chậm thì chớ lại còn thỉnh thoảng lại có ai nói gì lại ngoảnh lại xem họ nói gì. Đúng không ạ? Một là chúng ta bị tác động tâm lý, hai là chúng ta có tính hóng hớt, đúng không ạ? Quay lại hóng hớt xem nói cái gì trong này, hoặc là nghỉ rồi mới đi. Bây giờ chạy trục mạng. Sau buổi hôm nay chúng ta chạy trục mạng nhé. Cam kết cùng nhau chạy. Xem ai về đích trước. Ta có thể ghi ở đây là các năm sao vàng đều được nhận lợi ích từ miếng bánh chung của thị trường. Các năm sao vàng này đều được nhận lợi ích từ miếng bánh chung của thị trường. Lợi ích từ miếng bánh chung thị trường. Nên là cả nước chúng ta đều là tuyến dưới của chúng ta sau này. Đúng không anh chị? Sau này chúng ta cũng được hưởng 0,5% từ tất cả toàn cầu, toàn quốc mà. Tại sao phần 4 là tính gắn kết toàn cầu? 4 nhỏ là tính gắn kết toàn cầu. Tính gắn kết toàn cầu. Tính gắn kết toàn cầu. Tính gắn kết toàn cầu là được thể hiện ở hoa hồng gì? Với triết lý và khát vọng quy tụ của New May, toàn cầu là một khối thống nhất, thì chủ tịch tập đoàn xây dựng cái quỹ thưởng cho nhà phân phối xuất sắc. Ta ghi đây là xây dựng quỹ thưởng cho nhà phân phối xuất sắc. Xây dựng quỹ thưởng cho nhà phân phối xuất sắc. Đó chính là các diamond. Các diamond góp phần xây dựng quỹ thưởng cho nhà phân phối xuất sắc, đó là các diamond góp phần kiến tạo sức mạnh chung cho tập đoàn. Góp phần kiến tạo sức mạnh chung cho tập đoàn trên hành trình kiến tạo ngành dinh dưỡng miễn dịch. Góp phần kiến tạo sức mạnh chung cho tập đoàn. Góp phần kiến tạo chung cho sức mạnh tập đoàn trên hành trình kiến tạo nên ngành dinh dưỡng miễn dịch. Góp phần kiến tạo sức mạnh chung cho tập đoàn này trên hành trình kiến tạo nên ngành dinh dưỡng miễn dịch. Kiến tạo nên ngành dinh dưỡng miễn dịch. Góp phần kiến tạo sức mạnh chung cho tập đoàn trên hành trình kiến tạo nên ngành dinh dưỡng miễn dịch.
ta sang phần tiếp theo. 4 La Mã là tính toàn diện. Tính toàn diện. Tính toàn diện. 4 La Mã là tính toàn diện, tính linh hoạt. Đầu tiên 1 La Mã là tính gì? Chúng ta ôn bài lại một chút này. 1 La Mã là tính linh hoạt, 2 La Mã là tính cộng hưởng, 3 La Mã là tính gắn kết, 4 La Mã là tính toàn diện. Tính toàn diện nó thể hiện ở cái gì? Là xây dựng lực lượng quản lý chất lượng cao về tới địa phương. Ta ghi này. Một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định kiến tạo nên doanh nghiệp tỷ đô là xây dựng lực lượng quản lý chất lượng cao về tới địa phương. Xây dựng lực lượng quản lý chất lượng cao về tới địa phương. Xây dựng lực lượng quản lý chất lượng cao về tới địa phương. Xây dựng lực lượng quản lý chất lượng cao về tới địa phương, xong chưa ạ? Xuống dòng. Chính sách hoa hồng không dồn về một nhóm nhỏ mà tràn đều cho nhiều đối tượng và cho nhiều người. Chính sách hoa hồng không dồn về một nhóm nhỏ. Chính sách hoa hồng không dồn về một nhóm nhỏ mà tràn đều cho nhiều đối tượng và cho nhiều người. Mà tràn đều cho nhiều đối tượng và cho nhiều người. Tràn đều cho nhiều đối tượng và cho nhiều người. Đây. Thì chúng ta ví dụ này. Ví dụ. Các cái công ty khác ấy, công ty khác thì chúng ta thấy rằng là cái số người ấy, các công ty khác này, đây là công ty khác, thì cái số người thu nhập thấp ấy, đây là thu nhập nhá, đây là cái biểu đồ thu nhập này, chúng ta ghi là biểu đồ thu nhập của New and May so với công ty khác, hay là nói chung đấy, được chưa? Nếu như mà cái số người làm thêm này này thì cái thu nhập nó thấp ấy, thu nhập thấp này thì có phải họ là bị đói không, đúng không ạ? Cái số người mà thủ lĩnh này là thu nhập cao này thì nó lại chiếm rất là ít, cái số người thu nhập thấp thì nó lại rất là nhiều, cho nên cái số người làm thêm này nó bị đói, cho nên không giữ được cái người cũ mà chỉ có đi phát triển người mới thôi, thì doanh số nó sẽ bị sụt giảm, hoặc là nếu không có phương pháp chiến lược kinh doanh ấy, thì nó cũng sẽ bị sụt giảm. Còn như mây của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ trả cho cái số người làm thêm này là hoa hồng cao nhất, cho nên là cái hoa hồng của số người làm thêm này ngược lại nó lại cao, đúng không ạ? Như mây thì ngược lại là cái số người này thì thu nhập cao, và trên này cái số lượng thủ lĩnh thì lại gì ạ? Cũng thu nhập cao, bởi vì họ chiếm ít nhưng mà doanh số của họ lại cao. Tức là họ thu nhập thấp nhưng doanh số cao, cho nên là giữ được cả người làm thêm và giữ được cả thủ lĩnh nhờ những cái tính chất, đúng không ạ, của sơ đồ trả thưởng. Thì ở những cái công ty khác này thì nó có cái tính là bất ổn, và thứ hai đó là gì? Tính ổn định thấp. Tính ổn định thấp đó, bất ổn và có tính ổn định thấp. Bất ổn, tính ổn định thấp. Thế còn đối với New May nhá, đối với New May, đối với New May, chúng ta sắp xong rồi. Đối với New May thì chúng ta thấy là như này.
đối với New In May. Thì chúng ta thấy này, đầu tiên là đời 1 là chúng ta hưởng 7%, đúng không ạ? Đời 2 là 6%, đời 3 là 5%, đời 4 là 4%, đời 5 là 3%, và đời 6, đời 7 là gì? Là 1%, 1%, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là gì? Ví dụ nhá, ví dụ ở đây là những cái giám đốc 5 sao. 5 sao này. 5 sao. 5 sao. 5 sao. Ví dụ cả cái dây này là lên 5 sao. Thì chúng ta thấy rằng là đều có thu nhập ổn định là gì? Là 150 triệu. 150 triệu. Tức là ví dụ trong từ đời 1 đến đời 4 ý, đều là lên 5 sao. Thì tất cả những cái người 5 sao này đều được nhận gì ạ? 150 triệu. Đều được nhận 150 triệu. Đây, chúng ta có thể khoanh vào những cái ông 5 sao này. Đấy, đều được nhận 150 triệu. Rất. Tức là cái hoa hồng này nó tràn đều và nó có thu nhập rất là đều đặn trong New May với tất cả các đời. Ví dụ như hệ thống của chúng ta này, đầu tiên là thủ lĩnh Đặng Văn Điệp này, sau đó đến thủ lĩnh Vũ Bằng này, sau đó đến thủ lĩnh Bùi Văn Xuân này, sau đó thủ lĩnh Doãn Thị Loan này, sau đó thủ lĩnh Hà Di Anh này, sau đó đến thủ lĩnh Ngọc Ngân của chúng ta này, sau đó đến thủ lĩnh Nguyễn Văn Đức này, sau đó đến thủ lĩnh Thiều Chí Trị này. Thì tất cả những một dây này đều lên 5 sao, 5 sao vàng, 5 sao kim cương hết rồi. Cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Và dưới thủ lĩnh Thiều Chí Trị là em Ánh Tương Lai cũng là 5 sao, đúng không? 5 sao gần nhất. Và dưới em Ánh là gì ạ? Là các anh chị khác. Hoặc là dưới thủ lĩnh Đức là những anh chị ở Linh Bình, vân vân. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tô cho em cái màu này này, cái màu các cái tầng này này, và tô cái khung này cho em là màu cam, và cái đường, hai cái đường này là màu xanh cho em ạ. Tô cái khung này là màu cam và hai cái đường ngoài cùng là màu xanh, và vẽ nhầy để thấy rằng là cái hệ thống của New May là càng ngày càng gì đấy, càng mở rộng. Đây giống như em tô đấy. Đó. Thế còn cái phần này là cái phần mà thủ lĩnh Đặng Văn Điệp chỉ ra, thấy cho các cái thủ lĩnh 4 sao trở lên thấy là cái vai trò của cái bài này khi giảng thì nó sẽ có cái lợi ích gì cho hệ thống ấy, thì chúng ta sẽ không cần phải hấp. Đấy, cái này là dành cho những người chuyển giao thôi. Và bài hôm nay chúng ta dừng ở đây. Đến bây giờ là đúng 10 giờ 7 phút 8 phút, vừa đẹp để chúng ta đi ngủ, đúng không ạ? Đúng giờ vàng để chúng ta đi ngủ. Đi ngủ tốt nhất là gì ạ? Là giới hạn tối đa là khoảng 10 giờ, đúng không ạ? Chậm nhất là khoảng 10:30 là chúng ta phải đi ngủ rồi. Thế nhưng mà khi mà làm kinh doanh ý, chúng ta muốn trở thành những cái doanh nhân và thu nhập tốt thì chúng ta phải nỗ lực vất vả trong vòng 3 năm. Và giám đốc, một người giám đốc của New May có nói rằng là gì? Chúng ta vất vả 3 năm để đổi lấy tự do 30 năm. Thì như anh chị nào hôm nay dám đánh đổi 3 năm để lấy tự do 30 năm? Ở đây có 119 các doanh nhân đang học, doanh nhân tương lai. Chúng ta đang ươm mầm để cái mầm doanh nhân nó nảy. Vậy 119 anh chị này, cô chú này thì tương lai là trở thành những cái doanh nhân, thì chúng ta có dám đánh đổi 3 năm để tự do 30 năm không ạ? Như chú Đạt này, như cô Ái còn dám đánh đổi 3 năm để tự do 30 năm nữa là chúng ta, đúng không ạ? Dám chứ. Chú Đạt 30 năm nữa là 100 tuổi.
chú Đạt đánh đổi 3 năm để chú Đạt đạt 100 tuổi như là ông Giáp ấy. Chúng ta còn ngần ngại gì mà chúng ta không dám đánh đổi, đúng không ạ? Đánh đổi 10 năm được chị anh ạ. À, đánh đổi 10 năm được để tự do 30 năm. Ok, tuyệt luôn. Tuyệt vời, đúng không ạ? Vậy thì qua cái bài hôm nay anh chị cảm nhận như thế nào? Anh chị có thể chia sẻ ạ? Quá tuyệt vời chị anh ạ. Chị Đàm, chị Hà giơ tay, chị có thể chia sẻ với mọi người cái cảm nhận qua cái bài hôm nay ưu thế chính sách. Chị thấy tuyệt vời. Chị đúng một từ tuyệt vời chứ ạ? Ừ, tuyệt vời. Cả người giảng tuyệt vời và nội dung cũng rất tuyệt vời luôn ạ. Em anh chuyển giao như vậy thì anh chị đã có đủ tự tin để đi chỉ ra ưu thế cho những cái người thủ lĩnh kinh doanh mạng ở những công ty khác không ạ? Đủ ạ. Ờ, đủ ạ. Bài giảng của anh này tuyệt vời quá, kỹ càng mà dễ hiểu. Đúng là thủ lĩnh lớn cho nên là nói nó hay quá. Nói em không muốn đi ngủ đâu chị anh ạ. Chú ơi, thực ra ấy, cái chuyển giao này quan trọng nhất là mọi người dễ hiểu và ứng dụng được, đúng không ạ? Mọi người ứng dụng được thì G23 chúng ta mới mạnh được. Một bài này thì mới chinh phục được nhiều thủ lĩnh. Vâng. Và khi đi tuyển dụng thì em ánh đã áp dụng triệt để cái bài ưu thế chính sách này vào trong thủ lĩnh trong cái việc mà phỏng vấn cũng như là tuyển dụng những cái ứng viên kinh doanh mạng đấy. Em đã áp dụng cái bài này từ lâu rồi. Rất cảm ơn thủ lĩnh Nga Ánh. Cảm ơn bài học hôm nay. Đó, vậy thì sau cái bài hôm nay nếu mà anh chị nào bảo là làm thế nào để tôi tuyển được người bảo hiểm, làm thế nào để tôi tuyển được cái người kinh doanh mạng, thì chúng ta phải chỉ ra được cho họ ưu thế công ty, ưu thế sản phẩm, ưu thế chính sách. Cả nhà nhá. Dạ vâng. Một nữa thì xin cảm ơn phần chia sẻ rất là tuyệt vời và chi tiết đến từ thủ lĩnh 4 sao vàng Nguyễn Ngọc Ánh đến từ thị trường Bắc Ninh. Cả nhà cho chị Nguyễn Ngọc Ánh một tràng vỗ tay nữa được không ạ? Thay cho lần kết thì rất cảm ơn và hy vọng rằng những cái phần mổ xẻ về ưu thế về chính sách sẽ giúp cho các anh chị có thêm kiến thức để chúng ta có thể đi tuyển dụng được thêm nhiều những cái nhà phân phối, góp phần ngày càng gia tăng đội ngũ nhà phân phối trong hệ thống của đội nhóm của chúng ta. Thì một lần nữa thì xin cảm ơn chị Ánh và xin chúc cả nhà có buổi tối thật là vui vẻ và chúc cả nhà ngủ ngon để chúng ta có thể áp dụng trong những cái bài học tiếp theo ạ. Cảm ơn, xin chào cả nhà và hẹn gặp các anh chị vào buổi tối thứ 6 tiếp theo của bài học tiếp theo của lớp ươm mầm doanh nhân ạ. Xin chào cả nhà. Cảm ơn anh Đồng Ngân. Em xin cảm ơn cả nhà. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn các anh chị thủ lĩnh. Chúc các anh chị ngủ ngon ạ. Cảm ơn anh Đạo Ánh. Chào cả nhà.